Bí thư trùng sinh, phương tử quân. chương 449, quản miệng mình cho tốt, trông chân mình cho tốt. Thường thì vào tình huống này, một người đến công tác trong hoàn cảnh mới, tính nhiệt tình trong lúc công tác càng tăng vọt. Vài năm qua lý cẩm hồ công tác ở huyện Lô Bắc, hắn luôn cảm thấy bị đè nén, không biết từ lúc nào đã cảm thấy mệt mỏi, còn đầy bức bối, nhưng dù thế nào cũng chỉ ẩn giấu thật sâu trong lòng mà thôi lý cẩm hồ lúc này đến thành phố đông bộ ngoài cảm giác hưng phấn thỏa mãn thì trong lòng cũng cực kỳ tươi sáng rất ấm áp vương tử quân thấy lý cẩm hồ đã sắp xếp xong cho gia đình thì cũng yên lòng hắn cầm lấy một phần văn kiện trên bàn rồi nói thị ủy cho tôi liên lạc với huyện lâm hoàn cẩm hồ sau này anh quan tâm đến phương diện này nhiều hơn một chút anh là đại quản gia của tôi đấy vâng lý cẩm hồ đồng ý một tiếng rồi nhận lấy văn kiện trong tay vương tử quân đây là một bản phân công liên lạc với các quận huyện bên dưới của các vị thường ủy thị ủy, bên trên có ghi rõ Phó chủ tịch thường vụ Vương Tử Quân liên lạc với huyện Lâm Hoàn. Trước khi đến thành phố Đông Bộ thì Lý Cẩm Hồ đã định vị cho vị trí của mình, ở phương diện nào đó thì hắn là quản gia của Vương Tử Quân, hắn phải nhanh chóng sắp xếp rõ ràng những phân công của chủ tịch Vương. Khi đang bàn chuyện công tác với Lý Cẩm Hồ thì Triệu Quốc Lương khẽ gõ cửa đi đến sau khi bắt chuyện với Vương Tử Quân và Lý Cẩm Hồ thì hắn vội vàng nói. Chủ tịch Vương, vừa rồi Trương Hiểu Đông của văn phòng thị ủy mới gọi điện thoại, nhắc anh đến khu dân cư bằng hộ, bí thư tiết đang chờ ở đó. Khu dân cư bằng hộ, Vương Tử Quân tuy không được phân công khối xây dựng và kiến thiết thế nhưng cũng không xa lạ gì chỗ này. Trước Tết thì hắn còn đến chỗ này đi dạo vài vòng. Đông Bộ là một thành phố lâu năm, tất nhiên sẽ không tránh khỏi những kiến thiết cũ, so ra thì những công trình như vậy đã sớm rách nát, đồng thời vị trí lại ở trung tâm thành phố, khu dân cư bằng hộ chính là một điển hình. Khu dân cư bằng hộ có hơn 1.000 hộ dân cư trú, vì đủ mọi thứ đã quá cũng lại thiếu tu sửa nên xuống cấp trầm trọng, nước động và thẩm thấu tạo ra tai họa ngầm, nếu so với những tòa nhà cao tầng ở bốn phía thì thật sự không chút phối hợp. Lúc này Tiết Diệu tiến kéo mình qua, chẳng lẽ có ý kiến gì với khu dân cư bằng hộ? Vương tử quân nghĩ mục đích bí thư tiết diệu tiến kéo mình đến khu dân cư bằng hộ, hắn lên tiếng với triệu quốc lương. Có thông báo với những người khác không? Tôi nghe chủ nhiệm Lý nói hình như đã thông báo cho chủ tịch Nhâm và chủ tịch Lý rồi. Vương tử quân khẽ gật đầu, hắn quay sang nói với Lý Cẩm Hồ. Cẩm Hồ, anh cứ đi sắp xếp cuộc sống của mình đi, khi nào gia đình sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ tổ chức tiệc tẩy trần cho cả nhà. Lý Cẩm Hồ thấy Vương Tử Quân còn quan tâm đến cuộc sống của mình như vậy thì không khỏi cảm động, chút cảm giác lạ lẫm cuối cùng cũng đã tan biến sạch sẽ. Khi Thái Thần Bân lái xe đưa Vương Tử Quân đến nơi thì bên cạnh bí thư tiết diệu tiến đã có đầy người, có Chủ tịch Nhâm Sương Bình, Phó Chủ tịch Lý Khang Lộ và một vài thành viên ban ngành. Đám người đứng bên cạnh một vũng nước bốc mùi hôi thối, vẻ mặt người nào cũng cực kỳ nghiêm trọng. Tiết Diệu Tiến đang nói chuyện với một ông lão đang phơi quần áo trước nhà, lúc này trong đám người đứng đây chỉ có một mình hắn là nở nụ cười. Vương tử quân khẽ gật đầu với Nhâm Sương Bình, sau đó đứng yên lặng sau lưng chủ tịch Nhâm. Nhâm Sương Bình cũng nhìn thoáng qua Vương tử quân, cũng không mở miệng. Audio điện tử võ tấn bền Cụ à, phòng vệ sinh không đến xử lý đống nước bẩn này sao? Giọng nói của Tiết Diệu Tiến vang lên trong tai Vương Tử Quân. Khi Tiết Diệu Tiến lên tiếng thì Vương Tử Quân thấy vẻ mặt trưởng phòng vệ sinh đứng cách đó không xa chợt biến đổi, rõ ràng vị trưởng phòng này rất lo lắng với câu trả lời của ông cụ kia. Bọn họ đã đến xử lý, nhưng bọn họ nói tuyến đường cống bên dưới đã bị hư hại quá nặng, rất khó sửa chữa. Nhắc đến mới thấy sợ, bây giờ đang còn đỡ, đến mùa hè mới thật sự khổ sở. Ông cụ hít vào một hơi thuốc do Tiết Diệu Tiến đưa đến, sau đó dùng giọng tùy ý nói: Tiết Diệu Tiến khẽ gật đầu mà trưởng phòng vệ sinh lại thở dài một hơi. Sau đó hắn đứng lên nhìn Nhâm Sương Bình và Vương Tử Quân, lại trầm giọng nói. Chủ tịch Sương Bình, chúng ta về họp thôi. Tiết Diệu Tiến là lãnh đạo đứng đầu thành phố Đông Bộ, hắn là người có quyền cho ra quyết định, thế cho nên tất cả chứng thực cực kỳ nhanh chóng. Hơn 20 phút sau các vị thường ủy thị ủy và các vị phó chủ tịch thành phố đều đã xuất hiện trong phòng họp của thị ủy. Các đồng chí, Hôm nay tôi đến khu dân cư bằng hộ để xem xét tình huống, tôi cảm thấy rất không thoải mái. Tôi thấy cư dân nơi đó sinh hoạt với nguồn nước và môi trường ô nhiễm, tôi cảm thấy thị ủy công tác chưa tốt. Thật sự xin lỗi vì nhân dân đã tín nhiệm tôi. Tiết Diệu Tiến mở miệng thì chủ đề đã khá trầm trọng, thế là bầu không khí trong phòng chợt vắng lặng như tờ. Nhâm Sương Bình ngồi bên cạnh Tiết Diệu Tiến, hắn nghe thấy bí thư Tiết mở miệng như vậy, phía dưới lại trầm mặc, thế là chủ động mở miệng kiểm điểm. Bí thư tiết, tôi phải làm kiểm điểm, tôi là chủ tịch thành phố, tôi thật sự có trách nhiệm không thể trốn tránh ở sự kiện này. Hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố đều đã mở miệng, tất nhiên các vị nhân viên tham gia hội nghị đều làm cho xúc động. Lý Khang Lộ là phó chủ tịch được phân công quản lý các ban ngành phục vụ công cộng, hắn đứng lên nhận kiểm điểm. Bí thư tiết, chủ tịch nhâm, chuyện này là vì tôi không làm tốt công tác. Nhưng hai vị lãnh đạo cứ yên tâm, sau khi tan họp tôi sẽ tập trung nhân lực vật lực để xử lý, đảm bảo trong thời gian một tháng sẽ trả lại môi trường trong lành cho dân. Các anh cũng không cần tự mình làm kiểm điểm, tôi tổ chức cuộc họp này cũng không phải nghe các anh kiểm điểm. Tiết Diệu tiến khoát tay áo với Lý Khang Lộ, tỏ ý cho Lý Khang Lộ ngồi xuống. Hôm nay tôi triệu tập mọi người chính là vì ý định một lần vất vả mà cả đời nhàn nhã, không phải là đau đầu trị đầu đau chân chữa chân, công tác của chúng ta không thể cứ ở mãi trong tình huống may vá tu sửa được. Một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Vương tử quân nhìn Tiết Diệu Tiến, trong lòng đã hiểu vài phần ý nghĩ của bí thư Tiết. Hắn nhìn gương mặt căng cứng của Tiết Diệu Tiến, cảm thấy có thêm vài phần bội phục với vị bí thư này. Cải tạo những khu dân cư hay chung cư trong nội thành chính là một trong những nan đề với lãnh đạo thành phố, chưa nói đến chuyện dễ xảy ra vấn đề, hơn nữa còn khó tạo ra thành tích một số lãnh đạo thường chọn phương án đi đường vòng khi gặp phải tình huống này, vì nếu bỏ tiền ra quy hoạch xây dựng khu công nghiệp hay khu kinh tế thì có ít vấn đề, lại dễ cho ra thành tích. Khốn nổi lúc này bí thư tiết lại chủ động đề cập đến việc cải tạo khu dân cư bằng hộ. Ánh mắt nhâm xương bình chợt xoay chuyển, hắn cũng không nói gì. Hắn đã đoán được ý nghĩ của bí thư tiết diệu tiến, nhưng lại ném ánh mắt về phía Lý Khang Lộ. Lý Khang Lộ là phó chủ tịch được phân công chủ quản khối xây dựng có thể nói là một trong những phó chủ tịch có quyền lực nhất. Khi nhiều ánh mắt nhìn về phía mình thì Lý Khang lộ lại đứng lên nói. "Bí thư Tiết, nếu muốn giải quyết tất cả vấn đề của khu dân cư bằng hộ theo hiểu làm một lần nhàn nhã cả đời, biện pháp tốt nhất chính là tiến hành cải tạo, nhưng trong sự kiện này liên quan đến nhiều vấn đề, có chút khó khăn." "Khó khăn là thứ không thể tránh khỏi, chúng ta công tác không phải vì giải quyết những khó khăn này sao?" Tiết Diệu Tiến khẽ đặt bút trên tay xuống bàn hắn khẽ cười nói. Tôi tin chỉ cần chúng ta quyết tâm thì không gì không làm được. Nhâm Sương Bình đưa mắt nhìn bí thư tiết diệu tiến, sau đó hắn cũng đặt bút xuống nói. Tôi hoàn toàn đồng ý với chỉ thị của bí thư tiết, có câu chỉ cần tư tưởng tốt thì sẽ tìm ra được phương pháp giải quyết khó khăn. Cải tạo khu dân cư bằng hộ là một vấn đề cực kỳ khó khăn, nhưng tôi tin dưới sự dẫn dắt và hợp mưu hợp sức của bí thư tiết, chúng ta nhất định có thể cải tạo khu dân cư bằng hộ. Bí thư tiết, tôi đề nghị cho chủ tịch Lý phụ trách chuyện này, cho ra phương án, sau đó chúng ta sẽ phổ biến dựa theo phương pháp này, anh thấy sao? Nhâm Sương Bình rõ ràng rất giỏi suy đoán tâm tư của Tiết Diệu Tiến, hắn trực tiếp chỉ mặt Lý Khang Lộ. Đây là lời đề nghị phù hợp với tâm ý của Tiết Diệu Tiến, thế là hai vị lãnh đạo đứng đầu đã đồng ý với nhau, cũng xem như quyết định sự việc. Dù nói là họp nhưng trên cơ bản chỉ là Tiết Diệu Tiến, Nhâm Sương Bình và Lý Khang Lộ lên tiếng, ba người bọn họ là chủ đạo, nhưng người ở vị trí trung tâm là Tiết Diệu Tiến. Vương Tử Quân tuy đã vài lần khiêu chiến quyền uy của Tiết Diệu Tiến, thế nhưng hắn nhìn tình hình trước mắt mà không khỏi bội phục khả năng khống chế ban ngành của Bí Thư Tiết. Phương diện cải tạo khu dân cư bằng hộ, chỉ cần Bí Thư Tiết nói một câu đã xem như quyết định tất cả. Tốt, vậy trước tiên cho các ban ngành xây dựng cho ra phương án cụ thể, đồng chí chủ tịch Khang lộ phụ trách áp dụng cụ thể, còn người chủ quản sẽ là chủ tịch Vương. Tiết Diệu Tiến ngửa đầu nhìn thoáng qua Lý Khang Lộ, sau đó ném ánh mắt lên người Vương Tử Quân. Phó Chủ tịch Thường vụ là người chủ quản, Phó Chủ tịch nắm khối xây dựng là người phụ trách áp dụng, nói ra thì khá bình thường, thế nhưng tất cả các vị thường ủy và kể cả là Chủ tịch Nhâm Sương Bình đang ngồi nơi đây cũng phải giật mình sau câu nói của bí thư Tiết Diệu Tiến. Vương Tử Quân cũng không ngờ Tiết Diệu Tiến sẽ cho mình chủ quản công tác này, hắn nhìn từng luồng ánh mắt nhìn về phía mình, thế là phải cười cười nói. Bí thư Tiết, tôi cũng chỉ là một người bình thường đối với khối xây dựng, tôi thấy không bằng thành lập một tổ lãnh đạo, ngài và chủ tịch nhâm là tổ trưởng, chúng tôi sẽ phụ trách áp dụng cụ thể. Thành lập tổ lãnh đạo, bí thư sẽ là tổ trưởng tổ lãnh đạo, đây cũng là một chuyện rất bình thường, rất đúng đắn, thậm chí là rất nhiều lãnh đạo vì muốn biểu hiện năng lực của mình mà hoan nghênh phương án này. Nhưng Tiết Diệu Tiến nghe lời đề nghị của Vương Tử Quân thì khoát tay nói. Chủ tịch Vương, chuyện này cứ quyết định như vậy vì trước tiên phải cho ra phương án và áp dụng thế cho nên hội nghị kết thúc chỉ sau vài phút tiết diệu tiến dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp vương tử quân cũng xoải bước đi theo chủ tịch vương bí thư thiết cho hai người chúng ta phụ trách chuyện này tôi đã chuẩn bị đến phòng xây dựng xem thế nào không biết ngài có dặn dò gì không khi vương tử quân chuẩn bị đi về phòng làm việc của mình lý khang lộ chợt đứng chặn trước mặt dùng giọng tươi cười nói vương tử quân cũng có chút kết giao với lý khang lộ Hắn biết vị phó chủ tịch kia căn bản không xem mình ra gì. Lý Khang lộ dù nói lời xin chỉ thị, nhưng nếu mình thật sự mở miệng thì chưa chắc người này đã nghe theo. "Chủ tịch Lý, bí thư Tiết đã cho ra yêu cầu rõ ràng với sự việc này, tôi cảm thấy lúc này chúng ta cứ tiến hành theo đúng như những gì bí thư Tiết nói là được. Tôi sẽ đi làm dựa theo chỉ thị của bí thư Tiết." "Chủ tịch Phương, bây giờ anh có thời gian không?" nếu rảnh thì chúng ta cùng đến phòng xây dựng để xem bọn họ có chiêu thức gì cao siêu áp dụng vào sự kiện này không vương tử quân khoát tay áo phòng xây dựng chính là địa bàn lý khang lộ kinh doanh nhiều năm tuy hắn không sợ nhưng đến đó cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi chủ tịch lý anh cứ đi đi anh làm việc thì tôi cực kỳ yên tâm vậy tôi phải đi đây lý khang lộ nhìn vẻ mặt không chút biến đổi của vương tử quân mà trong lòng liên tục mắng thầm nhưng biểu hiện vẻ mặt lại là nụ cười cực kỳ vui vẻ hòa nhã lý khang lộ đi hắn cũng không đến phòng xây dựng mà đến tập đoàn cảnh lam trong khu văn phòng xa hoa của tập đoàn cảnh lam đỗ gia hào nhiệt tình tiếp đón lý khang lộ gia sương đã quay về về là tốt rồi lý khang lộ vừa ngồi xuống thì nhìn qua đỗ gia sương ở bên cạnh mình hắn nở nụ cười nói đỗ gia sương dùng hai tay bắt chặt tay của lý khang lộ hắn nói Đa tạ chủ tịch Lý đã quan tâm, nếu lần này không phải Lý Dược Hổ đã gánh chịu tất cả, chỉ sợ tôi cũng không chạy ra được. Tên họ vương kia làm tôi mất một anh em tốt, cả đời này tôi không chơi nó là không được. Lý Khang Lộ nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Đỗ Gia Sương thì không khỏi khẽ nở nụ cười, đối với hắn thì Đỗ Gia Sương chỉ là một tên côn đồ nhỏ, nếu không phải vì anh của tên này là Đỗ Gia Hào, hắn căn bản không cần quan âm đến loại người không biết gì này. Nhưng bây giờ có thể tìm thêm một đối thủ cho Vương Tử Quân, đây là sự việc làm hắn cảm thấy rất thích thú nói bậy bạ gì vậy còn chưa chịu lui xuống sao đỗ gia hào khẽ vung tay lên với đỗ gia sương sau đó trầm giọng quát lớn đỗ gia sương tuy là người kiêu ngạo không cúi đầu với kẻ nào nhưng lại cực kỳ e ngại đại ca đỗ gia hào hắn khẽ cười với lý khang lộ sau đó cất bước đi ra ngoài gia hào gia sương cũng không còn nhỏ nữa cậu nói xem nó như vậy có gì không tốt Lý Khang Lộ uống một ngụm trà được thư ký đưa đến, sau đó trầm giọng nói với Đỗ Gia Hào. Đỗ Gia Hào cười hì hì nói: "Chủ tịch Lý, em trai tôi phải quản giáo cho nghiêm, nếu không thì tên khốn không biết trời cao đất rộng này không biết sẽ cõng về biết bao nhiêu phiền toái." Lần này may mắn đã đến với nó, thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là lần sau sẽ tiếp tục may mắn giống như vậy. Lý Khang Lộ cười cười, cũng không nói thêm lời nào. Tuy hắn muốn khơi màu xích mích giữa Đỗ Gia Hào và Vương Tử Quân, thế nhưng hắn là người có quan hệ thân thiết với Đỗ Gia Hào trong nhiều năm, hắn biết Đỗ Gia Hào cũng không phải loại người dễ lừa gạt. Chủ tịch Lý, hôm nay anh đến có lẽ là báo hỷ với tôi phải không? Đỗ Gia Hào cũng không tiếp tục lên tiếng ở sự kiện em trai của mình, hắn ngồi xuống không xa Lý Khang Lộ rồi khẽ nói. Tôi đến thật sự là báo tin vui cho giám đốc Đỗ, mà tôi cũng không thể không bội phục giám đốc Đỗ, lại có thể đẩy tôi đến khu dân cư bằng hộ lý khang lộ nói rồi dùng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào đỗ gia hào ha 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 chủ tịch lý quá khen rồi tôi có bản lĩnh nào mà dám chỉ huy thị ủy tôi chẳng qua yêu cầu anh đồng giúp đỡ muốn giúp một chút để cho anh lý có không gian hoạt động mà thôi đỗ gia hào hiểu ý của lý khang lộ hắn cũng không thèm che giấu mà nói rõ thủ đoạn của mình ở sự kiện này lý khang lộ khẽ cười âm thanh rất lớn hắn dùng ngón tay chỉ vào Đỗ Gia Hào rồi nói. Tốt, giám đốc Đỗ, tôi không thể không bội phục cậu. Với tính tình của bí thư tiết, khi phát hiện vấn đề thì phải giải quyết, nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ sợ anh Đỗ cũng không ngờ, đó chính là Vương Tử Quân sẽ là lãnh đạo chủ quản sự việc này. Vương Tử Quân chủ quản, nụ cười trên mặt Đỗ Gia Hào chợt ngưng tụ lại, vì hắn thật sự rất kính sợ vị phó chủ tịch thường vụ có thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn kia. Tiết Diệu tiến cho Vương Tử Quân chủ trì vụ này, điều này thật sự làm hắn sinh ra cảm giác chờ tay không kịp. "Chủ tịch Lý, anh không phải nói đùa đấy chứ? Anh là phó chủ tịch chủ khảo xây dựng, chuyện này phải do anh phụ trách mới đúng chứ?" Đỗ Gia Hào nhanh chóng tỉnh táo lại trong tình huống khiếp sợ, hắn đưa mắt nhìn Lý Khang Lộ rồi trầm giọng nói. "Đáng lý ra phải là tôi phụ trách, nhưng bí thư tiết lại cho tôi áp dụng cụ thể, còn người chủ quản chính là phó chủ tịch thường vụ Vương Tử Quân." Lý Khang lộ áp chế cảm giác trong lòng và trầm giọng nói. Đỗ Gia Hào nâng ly trà lên uống một ngụm, hai hàng chân mày khẽ thả lỏng, hắn đặt ly nước xuống nói. Chủ tịch Lý, vương tử quân chủ khảo thì cứ chủ khảo, bây giờ chúng ta đã có thể làm cho bí thư tiết cho ra quyết tâm cải tạo khu dân cư bằng hộ, đây chính là một thắng lợi cực lớn của chúng ta. Vương tử quân dù là người có bản lĩnh cũng phải xuất lực vì chúng ta, hơn nữa bản lĩnh càng lớn thì lực tợ giúp càng mạnh. Lý Khang Lộ nhìn gương mặt tươi cười của Đỗ Gia Hào, hắn cũng cười theo. Giám đốc Đỗ nói đúng, bản lĩnh của Vương Tử Quân càng lớn thì sẽ càng cho ra nhiều lực trợ giúp. Chúng ta thuận tay xây dựng một khách sạn năm sao, bí thư tiết chắc chắn sẽ giúp đỡ, khi đó chúng ta để cho Vương Tử Quân xử lý phương diện phá bỏ và di rời, như vậy mới tốt. Lý Khang Lộ nói đến khách sạn năm sao thì giọng điệu khá lớn, Đỗ Gia Hào đang cười ha hả chợt nghe thấy Lý Khang Lộ nói như vậy thì vẻ mặt chợt lóe lên, nhưng hắn cũng nhanh chóng cười nói chủ tịch lý chuyện này có thành công hay không thì thật sự dựa hết vào anh anh cứ yên tâm tôi đã đồng ý với ngài tuyệt đối không bao giờ nuốt lời giám đốc đỗ chúng ta đã hợp tác nhiều năm có quan hệ lâu năm chẳng lẽ anh cảm thấy tôi không tin lời anh sao lý khang lộ tuy nói mang theo vài phần trách móc nhưng nhìn nụ cười trên mặt chủ tịch lý ai cũng có thể thấy hắn đang cực kỳ vui vẻ vì lời nói mồi vừa rồi của đỗ gia hào đỗ gia hào cười nhạt một tiếng không nói gì cũng không tiếp tục dây dưa ở phương diện này là người thông minh đôi khi cũng không nên mở miệng nói quá rõ ràng muốn để vương tử quân xuất lực trợ giúp chúng ta ở phương diện này quan trọng là phải nhanh chóng thúc đẩy hạng mục tôi sẽ đến phòng xây dựng một chuyến để bọn họ sắp xếp cho tốt nhất định phải ném ra vài miếng xương khó gặm lý khang lộ nói rồi đứng lên khỏi ghế salon bộ dạng rất vội vàng Đỗ Gia Hào dù thầm không thèm quan tâm đến trò mèo của Lý Khang Lộ, thế nhưng ngoài mặt thì hắn vẫn cười ha hả, đứng lên nhiệt tình tiến chân Lý Khang Lộ, cũng không quên cúi đầu liên tục cảm tạ chủ tịch Lý. Vương Tử Quân tuy không phải là người được phân công chủ quản xây dựng, nhưng hắn là một phó chủ tịch thường vụ được bí thư Tiết Diệu Tiến điểm danh cho hạng mục cải tạo khu dân cư bằng hộ, nên hai ngày qua hắn cố gắng xem xét tình hình của khu dân cư bằng hộ để xác định vài vấn đề. Vương Tử Quân nhớ đến những phương án cải tạo xây dựng lại chung cư vào kiếp trước, đại đa số đều lựa chọn phương án xây dựng lại và bồi thường tổn thất. Phương thức này không những giảm bớt tranh cãi, cũng làm cho đám người nơi đây dễ dàng tiếp nhận. Vương Tử Quân đang thầm nghĩ về các phương án xây dựng chung cư, hắn có khuynh hướng sang phương án bồi thường và tiến hành xây dựng, chỉ cần quy hoạch cho tốt, với vị trí trung tâm thành phố của khu dân cư bằng hộ, nó rất dễ trở thành một trung tâm thương mại. Cốc 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 khi vương tử quân đang xem xét bản đồ thì tiếng gõ cửa vang lên sau đó là triệu quốc lương đi vào sau lưng triệu quốc lương chính là phó chủ tịch thành phố trương thông khi thấy trương thông đi vào thì vương tử quân vội vàng đứng lên khỏi ghế trương thông không đợi vương tử quân lên tiếng hắn cười ha hả nói chủ tịch vương không quấy dày anh đấy chứ vương tử quân tuy không biết trương thông đến tìm mình vào lúc này làm gì thế nhưng ngoài miệng lại khách khí nói chủ tịch trương anh rõ ràng là quá khách khí, Quốc Lương, mau châm trà, lấy trà ngon tôi cất kỹ ra đây. Cảm ơn chủ tịch Vương. Trương Thông hơn 40 tuổi, cơ thể có hơi béo, đi lại có hơi lung lay làm cho người ta sinh ra cảm giác không biết sẽ ngã xuống vào lúc nào. Đối với tư thế đi lại như thế này, trước đó Vương Tử Quân đã từng nghe một tên nhân viên danh mãnh của văn phòng khối chính quyền lên tiếng, nói chẳng khác nào một con vịt. Tuy đây chỉ là một lời vô tâm nhưng lại lan truyền rất rộng tất nhiên tin tức cũng nhanh chóng truyền vào tai Trương Thông. Lúc đó Trương Thông cung không tức giận với trò so sánh của đối phương, giống như cho đến bây giờ còn chưa có gì phát sinh. Nhưng vài tháng sau tên nhân viên mở miệng nói xấu lãnh đạo đã bị đề bạt đến làm phó giám đốc một công ty quốc hữu gần như sắp phá sản. Trương Thông là người phụ trách an toàn sản xuất của các xí nghiệp quốc hữu, kiêm vệ sinh công cộng và kế hoạch hóa gia đình, sắp xếp trước cả Lưu Nham Phú, có thể nói là cực kỳ đắc ý sau khi vương tử quân đến thành phố đông bộ nhận chức thì người này đã đến thăm hỏi vài lần, phần lớn thời gian chỉ là nói chuyện phiếm. Chủ tịch vương, tối nay anh có rảnh không? Tôi biết một quán ăn rất ngon, muốn cùng anh ăn một bữa cơm vui vẻ, thế nào, anh có cho tôi cơ hội không? Trương Thông nói hai câu không quá liên quan với vương tử quân, sau đó mới nói ra lời mời. Trương 449, quản miệng mình cho tốt, trông chân mình cho tốt hai. Vương tử quân nhìn gương mặt treo nụ cười của Trương Thông, hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu là người khác nói thì tôi sẽ trả lời thật sự có chút chuyện, thế nhưng Chủ tịch Trương đã ra lệnh, tôi chỉ có thể liều mình cùng quân tử, dù có chuyện khẩn cấp cũng phải đẩy đi thôi. Ha ha, cứ quyết định như vậy, khi tan tầm tôi sẽ đến đón anh. Trương Thông thấy Vương Tử Quân đồng ý sảng khoái như vậy thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Tuy hắn và Vương Tử Quân đều là phó chủ tịch, nhưng dù là sắp xếp trong khối chính quyền thành phố hay thị ủy hắn cũng không kém quá xa vương tử quân tuy vương tử quân đến chưa bao lâu nhưng đã thật sự biểu hiện đầy đủ quyền lợi của mình ở thành phố đông bộ trương thông biết rõ mình cũng là một vị phó chủ tịch được phân công quản lý một khối công tác ở khối chính quyền thành phố thế nhưng nếu nói về độ nặng thì thật sự kém hơn vương tử quân rất nhiều trương thông xem như đã đạt được mục đích thế là hắn nói thêm vài câu với vương tử quân rồi cười ha hả rời khỏi phòng làm việc của lãnh đạo vì vừa mới qua Tết nên các phương diện công tác cũng không quá khẩn cấp, sau khi tiếp đón vài vị lãnh đạo đơn vị ban ngành đến báo cáo công tác thì Vương Tử Quân xem như cơ bản hết một ngày công tác. Lúc tan tầm thì hình bóng Trương Thông lại xuất hiện trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, vì đã có lời nói từ trước, hai người nói vài câu đơn giản rồi rời khỏi phòng. Người ta cúi xuống thì sẽ có gì đó cần cầu cạnh, Vương Tử Quân thấy Trương Thông rất khách khí, hắn nghĩ rằng đối phương mời mình dùng cơm cũng không chỉ đơn giản là như vậy mà thôi hắn ngồi hàng ghế phía sau xe với Trương Thông, thế là hai bên lại nói với nhau về vài vấn đề của khối chính quyền trong thời gian gần đây. Chủ tịch Vương, con người của tôi nhìn thì có vẻ lô mãng, lại có chút không quen nhìn người. Lý Khang Lộ là loại quái quỷ gì? Năm xưa nếu như không có tôi giúp đỡ, hắn bây giờ có thể trở thành tâm phúc của bí thư tiết sao? Đúng là bác sĩ nham hiểm. Trương Thông nói hai câu với Vương Tử Quân rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề vương tử quân không quá hiểu rõ về trương thông tuy hắn cũng có cái nhìn của mình với lý khang lộ thế nhưng cũng sẽ không nói ra vào lúc này trương thông có thể tiến lên vị trí phó chủ tịch thành phố tất nhiên sẽ không phải là loại người đầu đường xó chợ đối phương dùng giọng không chút kiêng nể nói về lý khang lộ nếu nói không có tính toán gì thì hắn tuyệt đối không thể tin trương thông đưa mắt nhìn tới vương tử quân chỉ cười cười mà thôi căn bản giống như không nghe được lời nói của trương thông chủ tịch vương anh cũng nên cẩn thận lý khang lộ người này không những được bí thư tiết diệu tiến cực kỳ sủng ái nghe nói cũng có liên hệ rất chặt với tiết nhất phàm trương thông cũng không vì biểu hiện của vương tử quân mà đình chỉ không tiếp tục lên tiếng hắn càng nói ra ra những lời thực chất lý khang lộ và tiết nhất phàm sao vương tử quân không khỏi có chút sững sờ nhưng khi nhìn gương mặt với nụ cười khinh thường của trương thông hắn thật sự sinh ra cảm giác chuyện này có lẽ là thật nhưng càng là sự việc mẫn cảm như vậy thì Vương Tử Quân càng không muốn phát biểu ý kiến, hắn chỉ cười hai tiếng với Trương Thông, sau đó di chuyển chủ đề. Trương Thông cũng không tiếp tục nói điều gì liên quan đến vấn đề này, hắn nói thêm hai câu vui đùa với Vương Tử Quân, sau đó xe đã chạy vào một quán ăn sân vườn. Quán ăn này rất rộng, bên trong là cây cối xanh mát, phòng ốc được xây dựng như ẩn như hiện, nhìn qua có lẽ là phong cách của những năm 50-60, thật sự có hương vị nguyên thủy. Chủ tịch Vương quán ăn này nhìn có vẻ đơn sơ nhưng thức ăn thật sự rất ngon, đặc biệt là gà nơi đây được nuôi thả rất tinh khiết tự nhiên, không ô nhiễm, thịt thơm ngon bổ dưỡng, mới lạ vô cùng. Xem ra Trương Thông là khách quen của quán cơm này, Vương Tử Quân vừa xuống xe thì đi dọc theo một con đường nhỏ bằng đá xanh, sau đó lại là một con đường mà bên dưới được lót kiếng dày. Dưới con đường được lót kiếng là một dòng nước chảy róc rách, có vài chiếc lá vàng, vài con cá hầu như trong suốt, nếu nhìn kỹ sẽ thấy mỗi lần cá quấy mình sẽ bùng lên ánh bạc. Trương Thông thấy vương tử quân có hơi ngây người thì cười nói. Cá này là tự nhiên, cũng không được nuôi, thật sự rất hiếm có. Khi hai người nói chuyện với nhau thì một người đàn ông mập mạp như một quả bóng đi đến bên cạnh. Người đàn ông mập mạp có lẽ rất thân quen với Trương Thông, vừa thấy Trương Thông thì cười ha hả nói. Chủ tịch Trương, trách không được hai ngày qua cá ở đây luôn tung tăng bay nhảy, thì ra biết có khách quý giá lâm. Lúc này bên ngoài có hơi lạnh, mời mọi người vào trong cho ấm. Trần Mập, anh nói vậy chỉ đúng một nửa thôi, khách quý giá Lâm là đúng, nhưng không phải là tôi. Giới thiệu cho anh một chút, vị này chính là Chủ tịch Vương, là phó chủ tịch thường vụ của thành phố Đông Bộ chúng ta. Tên Mập đang nói lời nịnh nọt với Trương Thông chợt sinh ra cảm giác nao nao, hắn tuyệt đối không ngờ người thanh niên kia lại đường đường là phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ. Hắn vội vàng xoa xoa tay cười ha hả nói. Chủ tịch Vương, tôi thật sự có mắt không thấy núi Thái Sơn, mời ngài vào bên trong. Trần Mập xem như là người tám mặt lung linh, dù hắn tỏ ra cực kỳ nhiệt tình thế nhưng cũng không mượn cơ hội để áp sát Vương Tử Quân. Thế là Vương Tử Quân khẽ gật đầu với đối phương, xem ra người kia cũng hiểu vấn đề, có khi cứ mở lời nịnh hót sẽ biến hay thành dở, phải áp dụng cả hai ba phương án mới tốt. Dưới sự dẫn đường của Trần Mập, Vương Tử Quân và Trương Thông đi theo con đường trải đá vào một gian phòng đắp cỏ tranh. Nếu nhìn từ bên ngoài thì gian phòng rõ ràng rất có ý nghĩa sinh thái, nhưng khi vào cửa lại làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp, giống như đi vào một thế giới khác. Những gì xuất hiện trước mắt không khỏi làm cho khách choáng váng, gian phòng rộng mở sáng ngời, vật phẩm trang trí rất tinh tế. Có một chiếc bàn gỗ hồ đào, những gia cụ có vài phần hương vị thời minh, khăn trải bàn hay nệm ghế đều là hàng mới, trên mặt có thêu hoa hải đường rất đẹp. Menu làm bằng da dê, bên trong dùng bút lông ghi rõ ràng từng món ăn, lại được bọc nhựa rất sạch sẽ. Đèn trong phòng theo kiểu cung đình, ly sứ nhẵn nhụi, cầm trong tay cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, bên trên còn có đường vân hơi mờ. Vách tướng bốn phía đều có cửa sổ, cánh cửa được vẽ sơn thủy giống như có thể bước vào, thật sự rất đẹp. Đã sớm có người chờ trong phòng, sau khi Trương Thông tiến vào thì nhanh chóng đứng lên tươi cười gật đầu chào hỏi Trương Thông và Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, mời anh ngồi. Trương Thông rõ ràng rất thân thuộc với hai cặp nam nữ trong phòng, hắn khẽ gật đầu với bọn họ rồi nhiệt tình mời Vương Tử Quân ngồi xuống vị trí trung tâm. "Anh Trương, hai chúng ta còn khách khí làm gì, tôi thấy hay là bỏ ghế trung tâm, chúng ta ngồi hai bên." Vương Tử Quân nhìn thoáng qua chiếc ghế trung tâm, hắn phất tay phân phó với Trần Mập. Trần Mập nghe rõ lời phân phó của Vương Tử Quân thì cũng không hành động ngay, hắn nhìn thoáng qua Trương Thông, sau đó mới cất đi chiếc ghế chủ vị. "Chủ tịch Vương, anh quá khách khí rồi hôm nay anh là khách quý xem như tôi cũng được thơm lây trương thông vừa ngồi xuống chiếc ghế ở phía bên phải vừa cười ha hả nói với vương tử quân vương tử quân cười nói chủ tịch trương anh trương anh em chúng ta chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi cũng không nên bày ra nhiều quy củ như vậy chủ tịch vương nói đúng chủ tịch trương cũng không nên từ chối một âm thanh trong trẻo vang lên từ trong miệng cô gái ngồi phía bên trái trương thông cô gái này nhìn qua cũng hơn 20 tuổi, trời khá lạnh nhưng ăn mặc khá phong phanh. Một bộ quần áo bó sát người bộc lộ đường cong rõ ràng, bộ ngực nhô cao trên chiếc áo lông hơi mỏng làm cho người ta càng phải chú tâm hơn. Nhưng ấn tượng sâu nhất của cô gái này với người đối diện chính là dáng người và gương mặt, thật sự rất xinh đẹp. Khi hai người Vương Tử Quân và Trương Thông đang nói chuyện với nhau mà chen vào, nếu không đủ thân phận thì rõ ràng là phạm húy nhưng cô gái lên tiếng lại làm cho đám người nơi đây cảm thấy chẳng có gì bất ổn. Từ xưa mỹ nữ đã yêu anh hùng, giao giao hướng về phía chủ tịch Vương như vậy cũng thật sự làm cho tôi có chút khó chịu. Trương Thông dừng ánh mắt lại trên bộ ngực cao ngất của cô gái, hắn giả vờ dùng giọng ghen tị nói. "Chủ tịch Trương, xem anh nói kìa, nếu như anh còn nói như vậy thì tôi cũng chỉ có thể uất ức mà chết." Cô gái được gọi là giao giao nói mà trong mắt bùng lên một tầng sương mù rất quyến rũ điều này làm cho toàn thân nàng như tỏa sáng, thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác thương tiếc. Chủ tịch Trương, anh tự gây ra phiền toái thì tự mình giải quyết, lát nữa chúng tôi còn muốn nghe giọng hát của Giao Giao, nếu như cô ấy không vui, như vậy chút nữa mọi người cũng không có được cơ hội thưởng thức. Ngồi bên cạnh Vương Tử Quân là một người đàn ông hơn 40 tuổi, người này mặc một bộ tây trang màu đen với một bộ mắt kính khung đen, nhìn qua thật sự giống như một vị học giả, nói một người đàn ông giải quyết vấn đề với một người phụ nữ đặc biệt là với một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp lời này cực kỳ có ý nghĩa rất có trình độ khi đám đàn ông ngồi trên bàn rượu dưới bầu không khí vui vẻ thì nói như vậy sẽ lập tức cười vang dội tất nhiên trương thông cũng không ngoại lệ hắn cười ha ha hiểu ý rồi gật đầu nói tốt tốt giám đốc đinh có phân phó tôi cung kính cũng không bằng tuân mệnh trương thông lên tiếng nói đùa sau đó lại quay sang khẽ nói vài câu với cô gái bên cạnh điều này làm cho cô nàng xấu hổ đỏ mặt cả giận muốn đánh, thế là bầu không khí trong phòng càng thêm nhiệt liệt. Khi có chút kết giao với Trương Thông, Vương Tử Quân còn có ý nghĩ muốn lôi kéo người này. Nhưng khi nhìn thấy đối phương biểu hiện nóng như lửa với hai người này, tâm tình của hắn chợt trở, trở nên nguội lạnh. Tuy hắn không biết chính xác đối phương có sạch sẽ hay không, thế nhưng đối phương không chịu áp chế, lại rêu rao khoe khoang đưa người đến đây, còn có bao phần định lực. Vương Tử Quân đã hạ quyết tâm, nhất định phải bảo trì khoảng cách với Trương Thông. Chủ tịch Vương, tôi và Giám Đốc Đinh là bạn bè nhiều năm, cũng đã quen nói đùa như vậy, mong anh bỏ quá cho. Trương Thông nói rồi nâng ly rượu đầy tràn lên nói. Hôm nay chúng ta uống ly rượu này hoan nghênh Chủ tịch Vương, sau đó tôi sẽ giới thiệu mọi người. Trương Thông nói rồi đứng thẳng người lên, đám người Giám Đốc Đinh cũng đứng lên, mọi người nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên, Hắn cười cười nhìn những người ở chung quanh, sau đó cùng cạn ly với bọn họ. Sau khi hắn ngồi xuống thì Trương Thông chỉ về phía giám đốc Đinh nói: "Chủ tịch Vương, giới thiệu cho ngài, đây là giám đốc Đinh của tập đoàn Trấn Nguyên, là Đinh Xuyên Trụ." "Chào Chủ tịch Vương, hy vọng sau này này giúp đỡ tập đoàn Trấn Nguyên nhiều hơn." Đinh Xuyên Trụ nói rồi đưa hai tay ra với Vương Tử Quân. "Tập đoàn Trấn Nguyên?" Vương Tử Quân thật sự chưa từng nghe nói về tập đoàn này dù sao thì thành phố đông bộ cũng có nhiều doanh nghiệp hắn cũng không thể nào nhớ hết được sau khi bắt tay đinh xuyên trụ thì trương thông cười nói chủ tịch vương nếu ngài không quen giám đốc đinh thì không có vấn đề nhưng anh nhất định đã từng nghe đến tên của anh của anh ấy đại ca của anh đinh là thư ký trưởng đinh của văn phòng tỉnh ủy văn phòng tỉnh ủy có bảy tám vị chính phó thư ký trưởng vương tử quân tuy không quen thuộc tất cả nhưng lại nhớ rất rõ ràng trương thông nói đến thư ký trưởng đinh tuy chỉ là một phó thư ký trưởng nhưng lại kiêm chức vụ chủ nhiệm văn phòng, chính là một trong những phó thư ký trưởng có thực quyền của văn phòng tỉnh ủy. Hèn gì Trương Thông lại nhiệt tình với đối phương như vậy, dù Vương Tử Quân có chút cam khái thế nhưng cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Chủ tịch Vương, tuy tôi và ngài lần đầu gặp mặt nhưng đại danh của ngài thật sự như sấm nổ bên tai. Trước nay anh tôi về nhà rất ít khi bàn chuyện công tác, nhưng lại khen không dứt miệng với chủ tịch Vương nói ngài là một vị cán bộ trẻ cực kỳ có tương lai của tỉnh sơn nam tuy cái tên đinh xuyên trụ là không quá hay nhưng bản thân lại là người hiểu chuyện hơn nữa nói chuyện rất đoan chính ẩn giấu mà không quá lộ liếu làm người nghe cảm thấy thoải mái nhanh chóng kéo ngắn khoảng cách với vương tử quân vương tử quân tuy không có ý định kết thâm giao với những người này thế nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với người ta thế cho nên chỉ cười cười với đinh xuyên trụ rồi dùng giọng khiêm tốn nói thư ký trưởng quá khen ngợi rồi sau khi giới thiệu Đinh Xuyên Trụ, Trương Thông lại giới thiệu ba người giao giao, người đàn ông ngồi đối diện với Đinh Xuyên Trụ chính là một vị phó tổng giám đốc của tập đoàn Trấn Nguyên, tên là Hầu Báo Quốc. Nếu so với một người hơi gầy gò như Đinh Xuyên Trụ, Hầu Báo Quốc lại có bộ dạng là tổng giám đốc công ty hơn cả. Giao giao lại không được giới thiệu đầy đủ, còn cô gái ngồi bên cạnh nàng tên là Tiểu Hân, dù dung mạo kém giao giao ba phần nhưng lại có bộ dạng nhẹ nhàng vui sướng, da thịt long lanh, mắt như mặt hồ yên tĩnh. Cô gái có gương mặt xinh xắn lúc nào cũng treo nụ cười, thậm chí có một sức hút vô hình với người đối diện. Có sự quan tâm của ông chủ Trần nên thức ăn được đưa đến rất nhanh, đầu bếp nơi đây lại rất tài năng, các món làm rất đẹp và thơm ngon, căn bản mới ngửi mùi đã làm cho người ta chảy nước miếng. Trương Thông Vốn là người giỏi điều tiết bầu không khí, hơn nữa hai cô gái giao giao và tiểu hân cũng tươi cười như hoa, bầu không khí tất nhiên sẽ càng thêm linh đình, tiếng cười nói xôn xao chủ đề của mọi người là những tin đồn vui vẻ trong tỉnh, sau đó lại chạy sang vấn đề sinh tồn của xí nghiệp. Đinh Xuyên Trụ không khỏi mở miệng nói ra vài phần kinh nghiệm của mình, thật sự làm cho nhiều người cảm khái. Mọi người liên tục gật đầu giống như Trương Thông mời Vương Tử Quân dùng cơm chính là kéo gần cảm tình, cũng không có ý nghĩa gì khác. Nhưng Vương Tử Quân cũng không phải là một cán bộ vừa bước chân vào quan trường, hắn tất nhiên không đơn thuần cho rằng Trương Thông giới thiệu cho mình những người này chủ yếu là dùng cơm cho vui đặc biệt Đinh Xuyên Trụ là em trai của thư ký trưởng Đinh, đây sẽ không phải là một bữa cơm vô duyên vô cớ. chương 450, mặc quân phục thì có thể ra đường bắt xe sao? Rượu uống được vài lượt thì bầu không khí thận trọng lúc đầu đã không còn, những người ngồi đây đều có thể uống, hơn nữa giống như bọn họ đều có hẹn ước với nhau, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn giám đốc Đinh. Có người híp mắt, có người mở lớn mắt, có người hấp hái mắt, có thể nói là ai cũng có những biểu hiện cực kỳ phong phú. Đinh Xuyên Trụ lại hồn nhiên như chưa phát hiện ra, dù hắn thao thao bất tuyệt nhưng chủ đề vẫn xoay quanh những thứ không quá liên quan, nhưng hắn không mở miệng thì Vương Tử Quân cũng không nói ra, chỉ vui vẻ nói cười mà thôi. Đinh Xuyên Trụ tất nhiên sẽ không quên mở lời khen ngợi Chủ tịch Vương, nói rằng Chủ tịch Vương tuổi trẻ tài cao, tương lai đầy hứa hẹn. Tất nhiên Vương Tử Quân cũng tươi cười tiếp lời, khẳng định năng lực mạnh mẽ của Đinh Xuyên Trụ, thật sự ngưỡng mộ sự phát triển của tập đoàn Trấn Nguyên sau khi hai bên nịnh nọt nhau vài câu, hai chai rượu đã hầu như cạn đáy. Ninh Xuyên Trụ khẽ gật đầu với Trương Thông, lúc này Trương Thông đang nói chuyện với Giao Giao cũng thầm hiểu vấn đề, hắn cười nâng ly lên nói. Chủ tịch Vương, tôi lớn tuổi hơn anh một chút, thế cho nên bây giờ tự tiện xưng hô một tiếng cậu Vương, mong anh bỏ quá cho đừng quá chú ý. Vương Tử Quân thấy Trương Thông nói như vậy thì biết rõ vấn đề, lúc này Trương Thông sẽ nói ra mục đích của bữa tiệc hôm nay, thế là cười nói. Chủ tịch Trương, anh Trương, chỉ bằng những lời này của anh thì thật sự đáng phạt rượu, anh rõ ràng quá khách khí, rõ ràng không xem tôi là anh em. Ha ha ha, cậu Vương phê bình rất đúng, tôi rõ ràng là quá nóng lòng, nhất định phải chịu phạt. Vương tử quân nói lời oán trách làm cho Trương Thông thật sự cảm thấy rất có thể diệt, hắn nâng ly rượu lên uống cạn. Cậu Vương, lần này mời khách trên danh nghĩa là anh mời nhưng giám đốc đinh mới là người tính tiền. Giám đốc đinh là người hảo hán trượng nghĩa, đáng giá kết giao, công ty của bọn họ chủ yếu phát triển nghiệp vụ ở thành phố Sơn Viên nhưng bây giờ cũng đang chú trọng công tác khuyết trương ra bên ngoài. Bọn họ lúc này cũng thật sự rất muốn tham gia và tạo ra cống hiến cho thành phố đông bộ chúng ta ở phương diện xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình kiến trúc. Trương Thông nói vừa ẩn vừa lộ, lại biểu đạt rõ ý nghĩ của mình. Giám đốc Đinh muốn cống hiến trên phương diện xây dựng, nhưng Vương Tử Quân căn bản không phải là chủ tịch chủ quản xây dựng, Trước mắt dưới chỉ thị sắp xếp của bí thư tiết thì hắn chỉ là một người được phân công chủ quản công trình khu dân cư bằng hộ mà thôi. Bây giờ Đinh Xuyên trụ lại mời cơm hầu như có thể kết luận mục đích của đối phương chính là xây dựng khu dân cư bằng hộ. Phương Tử Quân có chút chập ngâm, ngay sau đó hắn lại cười nói. Giám đốc Đinh tình nguyện cống hiến cho thành phố đông bộ chúng tôi, tôi và Chủ tịch Trương thật sự vỗ tay hoan nghênh, như vậy bữa cơm này phải là thành phố đông bộ chúng tôi đứng ra mời mới phù hợp. Bây giờ chúng tôi đang tăng cường kêu gọi đầu tư, đừng nói là kêu gọi, bây giờ các vị là khách hàng quý, là thượng đế của thành phố Đông Bộ, sao có thể để cho giám đốc đinh bỏ tiền ra được. Nếu vấn đề này truyền ra ngoài, không phải người ta sẽ nói thành phố Đông Bộ chúng tôi nghèo đến nổi không thể mời nhà đầu tư một bữa ăn sao. Trương Thông thấy Vương Tử Quân dùng giọng nhìn trái xét phải để lên tiếng thì vẻ mặt chợt biến đổi, nhưng ngay sau đó hắn lại cười ha hả nói. Chủ tịch Vương, cũng là anh nghĩ sâu nhìn xa, tôi sao lại hiểu rõ điều này nhỉ? Chúng ta nên mời giám đốc đinh bữa cơm này mới đúng. Chủ tịch Vương, Chủ tịch Trương, hai vị lãnh đạo cũng đừng nên so đo chút việc vặt như vậy, nếu tập đoàn Trấn Nguyên lại để cho hai vị lãnh đạo phải bỏ tiền ra mời khách, như vậy chúng tôi nào còn mặt mũi để tiếp tục phát triển ở thành phố Đông Bộ chứ? Đinh Xuyên trụ khẽ lên tiếng nói, lúc này cô gái Tiểu Hân cũng lên tiếng. Chủ tịch Vương, tôi xin kính ngài một ly, chỉ mong sao tình bạn giữa hai bên sẽ ngày càng tốt đẹp hơn vương tử quân lắc đầu nói tử lượng của mình không tốt nếu uống thêm chỉ sợ sẽ phát sinh tình huống không hay đinh xuyên trụ ở bên cạnh thấy vương tử quân có biểu hiện như vậy thì vung tay cho tiểu hân đặt ly rượu xuống tử lượng của vương tử quân vốn rất bình thường sau khi uống vào vài ly thì thật sự là bụng nóng khó chịu lúc này hắn gắp vài món ăn rồi cười nói giám đốc đinh hôm nay tôi cảm tạ anh đã tiếp đái lúc này tôi đã thật sự cảm thấy có vài phần men say, thật sự muốn nói lời cáo từ. Cô gái tên là Giao Giao trượt khẽ ôi lên một tiếng, nàng nhìn Vương Tử Quân rồi lên tiếng. Chủ tịch Vương cũng đúng là, anh còn trẻ, lại đẹp trai, hơn nữa lại là người có bản lĩnh, có năng lực, lại nắm quyền lớn, đáng lý ra phải cho người ta nịnh bợ một chút. Anh là phó chủ tịch thường vụ của thành phố Đông Bộ cũng không dễ dàng gì, quan cao nhưng lương thấp, việc cần làm lại rất nhiều, làm lãnh đạo như vậy sẽ dễ dàng sao? Vì vậy đôi khi cũng nên cho người ta cơ hội nịnh bợ để buông lỏng một chút. Cậu Vương, giám đốc Đinh còn sắp xếp vài tiết mục nữa, chúng ta đợi thêm một lát sẽ đi hát, đến đó sẽ nhanh tỉnh rượu hơn về nhà rất nhiều. Trương Thông cũng không chờ Vương Tử Quân tỏ thái độ mà nhanh chóng lên tiếng nói. "Chủ tịch Trương, tử lượng của tôi rất kém, sau này mọi người còn gặp lại, thôi thì để hôm khác vậy." Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo với Trương Thông, giọng điệu ôn hòa nhưng lại đủ cứng rắn như sắt đá. Trương Thông vốn đang có ý nghĩ dây dưa với Vương Tử Quân, nhưng khi thấy gương mặt chân thật đáng tin của Vương Tử Quân thì không tự chủ được phải sướng sờ, ý nghĩ níu kéo cũng biến mất không còn bóng dáng. Thấy Vương Tử Quân kiên quyết như vậy thì Đinh Xuyên Trụ cũng không quá cứng cầu, sau khi ăn thêm bát xúc thì Vương Tử Quân đi ra leo lên xe của Thái Thần Bân. Trương Thông dù có chút mất hứng nhưng lại không dám trêu chọc Vương Tử Quân, hắn đành phải theo sát vương tử quân leo lên xe, cùng vương tử quân rời khỏi quán ăn sân vườn. Đinh xuyên trụ khẽ vẫy tay nói lời tạm biệt, mãi đến khi chiếc xe biến mất trong bóng tối thì hạ bàn tay xuống, đúng lúc này hầu báo quốc ở bên cạnh chợt lên tiếng nói. Giám đốc Đinh, vị chủ tịch vương này thật sự rất có phái đoàn, vừa rồi anh Trương đã bị khí độ của anh ấy làm cho ngây cả người. Anh Trương sao có thể sánh bằng vương tử quân? Đây rõ ràng là lấy hạt rẻ trong lò lửa, Cán bộ lãnh đạo từng chủ quản công tác của tỉnh đoàn là người thường sao?" Đinh Xuyên Trụ nhắc đến Trương Thông thì nụ cười trên mặt có chút khinh thường. Trương Thông trước nay đến trước mặt Đinh Xuyên Trụ đều tỏ ra cực kỳ cẩn thận và khúm núm. Điều này không phải là Đinh Xuyên Trụ có nhiều tiền bẩn, quan trọng là Trương Thông xem trọng mặt mũi của người anh của hắn làm thư ký trưởng tỉnh ủy. Nhưng càng là như vậy thì Đinh Xuyên Trụ càng cảm thấy không vừa mắt một kẻ muốn thông qua mình để tiếp cận anh trai như Trương Thông. Đặc biệt là sau khi hai người càng tiếp cận nhau, càng đi gần nhau hơn. Hầu báo quốc muốn nói vài câu lấy lòng lãnh đạo của mình, thế nhưng thấy lãnh đạo căn bản không có hứng thú, thế là cũng không dám tiếp tục lên tiếng. "Anh Hầu, lát nữa Trương Thông sẽ quay lại, anh cứ cùng hắn đi giải trí. Nếu anh ta có hỏi thì nói tôi có chút việc gấp, căn bản không thể đi cùng được." Ninh Xuyên trụ trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói, Hầu báo quốc tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của lãnh đạo yêu cầu mình đi giải trí với Trương Thông, thế là hắn đưa mắt nhìn hai cô gái Giao Giao và Tiểu Hân đi phía sau, trong mắt lóe lên cái nhìn lấp lánh. Đinh Xuyên trụ thấy rõ biểu hiện của hầu báo quốc nhưng lại không thèm nổi giận, đối với hắn thì một cấp dưới có khuyết điểm luôn dễ khống chế hơn một người quá hoàn thiện. Giám đốc Đinh, hôm nay chúng ta mời cơm chủ tịch vương giống như không phát huy chút tác dụng nào, anh xem chúng ta có nên tiếp tục bám sát một chút không? Hầu Báo Quốc là một cấp dưới hợp cách, hắn áp chế cảm giác khác lạ trong lòng rồi dùng giọng đề nghị nói với Đinh Xuyên Trụ. "Không cần, bữa cơm này dù không được hoàn mỹ như chúng ta mong muốn nhưng ít nhất cũng đạt đến hiệu quả mà chúng ta cần. Tôi cũng không cần Vương Tử Quân giúp gì cả, đối với loại người như hắn thì chút trò mèo của chúng ta sẽ chẳng ảnh hưởng gì, chỉ cần hắn công bằng là được. Nếu muốn hắn giúp đỡ chúng ta, bây giờ chúng ta hầu như chưa đủ tư cách." Đinh Xuyên Trụ cười cười vung tay lên với Hầu Báo Quốc nhiệm vụ của anh là hầu hạ chủ tịch trương cho tốt để cho anh ta được thư thái không cần xen vào chuyện này vài phút sau đinh xuyên trụ lên xe của mình xe cũng nhanh chóng chạy đi như bay hắn rời khỏi quán ăn không lâu trương thông lại chạy xe đến quán ăn giống như dự đoán của hắn chào anh tôi là vương tử quân vương tử quân nhìn dãy số điện thoại xa lạ trên màn hình hắn có chút do so dự sau đó vẫn bấm nút nghe anh tử quân đoán xem em là ai một giọng nói trong trẻo nghịch ngợm vang lên khi âm thanh này vang lên thì vương tử quân chợt nghĩ ngay đến hình ảnh nụ cười ngọt ngào của lâm dĩnh nhi hắn nói dĩnh nhi em ở đâu vậy em đang trên đường đi về thành phố tối nay có thể đến thành phố bây giờ em đói đến mức bụng dán ra sau lưng cũng muốn đi tìm chủ tịch vương xin một bữa cơm lâm dĩnh nhi cười khanh khách nói lời chiêu chọc vương tử quân lâm dĩnh nhi tất nhiên đang nói đến thành phố đông bộ Nàng là một giáo viên tình nguyện, công tác ở huyện Đằng Nhạc của thành phố Đông Bộ. Tết vừa qua Vương Tử Quân có chút trốn tránh Lâm Dĩnh Nhi, nhưng hắn lại không ngờ cô gái này tìm đến tận cửa. Lúc này nghe thấy nàng lên tiếng thì hắn cười khổ nói: "Không phải qua 15 nhà trường mới mở cửa sao? Thế nào lại đến sớm thế này?" "Thế nào, anh Tử Quân, anh không phải muốn đuổi em đi đấy chứ?" Lâm Dĩnh Nhi nhanh chóng chụp lấy lỗ hổng của Vương Tử Quân, trong giọng nói của nàng có vài phần uất ức. Không phải, không phải, ý của anh là em đến quá sớm, không phải làm cho bí thư lâm và dì lâm mất vui sao. Vương tử quân vội vàng giải thích. Hừ, như vậy còn chấp nhận được, anh cứ yên tâm, bí thư lâm ở nhà nghe nói em tích cực về nhà trường để công tác thì cực kỳ vui vẻ, còn mở miệng khen ngợi nữa. Lâm Dĩnh Nhi giả vờ bắt trước giọng điệu của bí thư lâm. Dĩnh Nhi, xuống cơ sở phải công tác sao cho tốt, cần phải có cái tâm, con cũng đừng lo lắng cho bố mẹ ở nhà." Phương Tử Quân nghe những lời bắt trước giọng điệu lâm chạch viễn của Lâm Dĩnh Nhi, hắn chợt nở nụ cười. "Tốt, tốt, em cứ đến, hôm nay em đến muốn xin một bữa cơm, anh sẽ cho em một bữa ngon, ăn xong sẽ đuổi cổ đi. Hôm nay em đến thành phố còn có nhiệm vụ mua ít thuốc, sau khi cơm nước xong thì anh phải chở em đi mua thuốc mới được." lâm dĩnh nhi thấy vương tử quân lên tiếng giống như cầu xin tha thứ thì nhanh chóng tiến thêm một bước cốc 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 tiếng gõ cửa khẽ vang lên bên tai vương tử quân hắn đang định nói thêm vài lời với lâm dĩnh nhi lúc này đành phải lên tiếng đồng ý với nàng rồi cúp điện thoại chủ tịch vương nhận được điện thoại từ phòng làm việc của chủ tịch nhâm nói anh đến phòng của chủ tịch nhâm triệu quốc lương nhìn thấy vương tử quân nở nụ cười vui vẻ thế là khẽ nói vương tử quân khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía triệu quốc lương hai người rất ăn ý với nhau có những việc không cần nói chỉ cần đưa mắt đã ngầm hiểu tôi đã hỏi anh ấy có chuyện gì anh ấy nói cũng không có gì triệu quốc lương hiểu rõ tâm tư của vương tử quân hắn dừng lại một chút rồi khẽ nói à vương tử quân khẽ gật đầu sau đó nói với triệu quốc lương quốc lương bây giờ cậu có bận rộn gì không triệu quốc lương không hiểu vì sao vương tử quân lại hỏi như vậy Thế nhưng hắn chỉ trầm ngâm sau khoảnh khắc rồi nói ngay. "Chủ tịch Vương, tạm thời không có công tác gì gấp cả." "Vậy thì tốt, Quốc Lương, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, tôi cho cậu và Thần Bân được nghỉ. Hai anh cứ về nhà nghỉ ngơi, ngày mai rồi hãy đến công tác." Về nhà Tết Nguyên Tiêu. Triệu Quốc Lương không ngờ Vương Tử Quân lại cho ra một chỉ thị như vậy, thế là thật sự cảm thấy có chút khó hiểu. Dù Triệu Quốc Lương rất muốn về nhà nhưng vẫn cố gắng che giấu cảm xúc hắn lên tiếng. Chủ tịch Vương, mới vừa qua Tết, tôi cũng không có việc gì. Hay cứ để thần bân đi về, anh cũng không thể không có ai bên cạnh được. Ôi, con người một khi làm quan thì giống như đánh mất năng lực tự gánh vác công tác của bản thân. Tôi cũng không phải là con nít ba tuổi, cho các anh về nhà thì cứ về nhà mà nghỉ ngơi. Được rồi, anh đi thông báo với thần bân đi. Vương tử quân cũng không chờ triệu quốc lương nói thêm điều gì, hắn dùng giọng chân thập đáng tin nói. Triệu Quốc Lương cũng là người hiểu rất rõ tính cách của Vương Tử Quân, biết rõ lãnh đạo bình thường cũng không hất hàm sai khiến, thế cho nên chỉ nhìn thoáng qua lãnh đạo rồi gật đầu đồng ý. Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của Nhâm Sương Bình, hắn phát hiện trong phòng cũng không phải chỉ có một mình chủ tịch Nhâm Sương Bình, Lý Khang Lộ cũng có mặt, hai người đang nghiên cứu một tấm bản đồ treo tường. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì Nhâm Sương Bình đã buông bản đồ trong tay ra rồi nói. Chủ tịch Tử Quân đến rồi, mời ngồi lý khang lộ vừa rồi đang nói gì đó với chủ tịch nhâm sương bình bây giờ thấy vương tử quân đi vào thì khẽ cười và gật đầu một cái vương tử quân ngồi xuống ghế salon hắn đưa mắt nhìn và bắt chuyện với lý khang lộ sau đó lại nói với chủ tịch nhâm sương bình chủ tịch nhâm hôm nay cho gọi không biết có phải hiểu rõ trưa nay tôi còn chưa tìm được địa điểm dùng cơm hay không ôi hôm nay xem như lại được ăn cơm trưa với lãnh đạo rồi muốn ăn cơm trưa thì có gì là khó chỉ sợ bên tôi chuẩn bị thức ăn không quá tốt làm cho chủ tịch vương không hợp khẩu vị mà thôi. Nhâm Sương Bình nở nụ cười rất hưởng thụ với lời nói đùa không ảnh hưởng đến đại cục của vương tử quân. Sau đó hắn đẩy tấm bản đồ đến trước mặt vương tử quân, đồng thời lên tiếng đi vào chính đề. Phòng xây dựng đã cho ra bản quy hoạch cho khu dân cư bằng hộ, anh xem qua đi. Bản quy hoạch cho khu dân cư bằng hộ. Vương tử quân không khỏi hít mắt, Tiết Diệu Tiến đã nói rõ chuyện này ở hội nghị trước đó, Lý Khang Lộ chỉ cần có quy hoạch là phải đến tìm thương lượng với mình, sau đó hai người sẽ cùng đến báo cáo với Chủ tịch Nhâm và Bí Thư Tiết. Bây giờ hắn đến phòng làm việc của Chủ tịch Nhâm nhưng lại chưa được xem qua bản quy hoạch, đây rõ ràng là Chủ tịch Lý ra bài không theo quy tắc thông thường, càng không xem một vị phó Chủ tịch thường vụ như mình ra gì. Nhưng Vương Tử Quân cũng không vì chút chuyện như vậy mà có biểu hiện không vui ra ngoài mặt, hắn yên lặng nhận tấm bản đồ trong tay Nhâm Sương Bình, sau đó cẩn thận xem xét. Quy hoạch của phòng xây dựng thành phố Đông Bộ chính là biến khu dân cư bằng hộ thành một khách sạn 5 sao siêu cấp. Chỗ này vốn là trung tâm thành phố Đông Bộ, nếu xây dựng khách sạn 5 sao thì không những phù hợp với kiến trúc hiện tại ở chung quanh, hơn nữa còn có thể trở thành khách sạn 5 sao đầu tiên của tỉnh Sơn Nam, sẽ đẩy mạnh khả năng tiêu phí và điều hướng phát triển của thành phố. Nhâm Sương Bình dù lên tiếng giới thiệu nhưng thái độ phấn khởi là hoàn toàn có thể nghe thấy rõ ràng tất nhiên nó biểu hiện chủ tịch Nhâm đã hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị này. Vương Tử Quân nhìn một tòa khách sạn cao hơn 20 tầng hiện rõ trong bản thiết kế, hắn không khỏi nhíu mày. Xây dựng một khách sạn như vậy không phải nói là xong, ít nhất cũng có vài trăm triệu trong tay. Với tình hình tài chính hiện tại của thành phố Đông Bộ, hoàn toàn có thể cho ra vài trăm triệu, nhưng nếu bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để xây dựng khách sạn năm sao, chỉ sợ tài chính của thành phố sẽ rơi vào tình huống tan vỡ hơn nữa còn phải an trí cho dân cư trong khu dân cư bằng hộ, chỉ riêng công tác này cũng đủ làm cho người ta đau đầu. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, phương Tử Quân trầm giọng nói. Chủ tịch Nhâm, nếu xây dựng một khách sạn như thế này, chỉ sợ trên phương diện tài chính sẽ là lấy trứng trọi đá. Chủ tịch phương, tôi và các đồng chí của phòng xây dựng cũng đã bàn bạc suy xét về vấn đề này. Dù giai đoạn đầu bỏ ra tài chính khá lớn nhưng chúng ta cũng có thể lựa chọn phương án kêu gọi đầu tư, mượn gà đẻ trứng. Tôi cảm thấy phương án này là rất tốt, sẽ có rất nhiều thương nhân tình nguyện đầu tư vào hạng mục này." Lý Khang Lộ đứng lên khỏi ghế rồi dùng giọng hăng hái nói. "Kêu gọi thương gia đầu tư." Vương Tử Quân nhìn biểu hiện cực kỳ tự tin của Lý Khang Lộ, hắn khẽ cười nói. "Chủ tịch Lý, anh chuẩn bị cho ra ưu đãi gì với những thương gia kia?" "Chủ tịch Vương, nếu muốn để cho thương nhân đầu tư vào thành phố Đông Bộ, như vậy nhất định phải cho người ta điều kiện ưu đãi." nếu không thì toàn tinh có nhiều thành phố, người ta có tiền đầu tư cũng sẽ không tuyệt đối treo lên người của thành phố đông bộ. Tôi cảm thấy nếu như miễn phí cung cấp đất, sẽ là một điều kiện ưu đãi tuyệt vời. Miễn phí cung cấp đất. Vương tử quân không khỏi sướng sờ, loại chuyện này chưa phải không xảy ra bao giờ, nhưng đó đều là những vùng đất ngoại thành. Mảnh đất này nằm ở trung tâm thành phố, nếu cho ra chính sách như vậy, chẳng khác nào ném tiền của chính quyền vào trong tay người khác. Đề nghị của chủ tịch Lý rất có thể suy xét. Nhâm Sương Bình đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó lại lắc đầu. Vì phát triển thì có đôi khi chúng ta nên thoáng một chút, cũng đừng nên quá cứng nhắc, cái gì cũng không được. Vương Tử Quân nhìn hai người Nhâm Sương Bình và Lý Khang lộ kẻ sướng người họa, hắn đành phải bảo trì sự trầm mặc, tiếp tục xem xét quy hoạch khu dân cư bằng hộ. Chủ tịch Vương, bí thư thiết đã giao chuyện này cho anh và chủ tịch Lý, đó là tiến nhiệm hai anh. Lúc này vấn đề quan trọng nhất là đẩy mạnh phát triển, chính quyền có đòn bẩy chính sách, vào thời điểm thích hợp thì các anh nên ra tay thúc đẩy, như vậy bánh xe mới quay nhanh được. Nhâm Sương Bình thấy Vương Tử Quân không có phản ứng thì nói ra ý nghĩ của mình. Ép mình phải đưa lời đề nghị này nói với Bí Thư Tiết, Vương Tử Quân đưa mắt nhìn gương mặt tươi cười của Nhâm Sương Bình, tất nhiên sẽ không cho rằng vị chủ tịch này coi mình là người một nhà mới ném cái bánh bao vào miệng mình. Thế là hắn đặt tài liệu quy hoạch xuống bàn rồi nói. Chủ tịch Nhâm, tôi không phản đối kêu gọi đầu tư để xây dựng khách sạn năm sao, thế nhưng vấn đề an trí cho các hộ dân ở đây thì thế nào? Coi như chúng ta áp dụng phương án đền bù giải tỏa cho nhân dân. Nhâm Sương bình rõ ràng đã có chuẩn bị với phương án này, khi Vương Tử Quân hỏi thì trầm giọng nói: "Đền bù giải tỏa tất nhiên là một biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng nghĩ đến tình huống khu dân cư bằng hộ có hơn ngàn gia đình, nếu như đền bù giải tỏa thì cần một số tiền cực lớn." Dù vương tử quân không chủ quản phòng tài chính của thành phố Đông Bộ, thế nhưng hắn biết rất rõ, nếu chính quyền phải móc túi trả tiền đền bù giải tỏa, chỉ sợ thành phố Đông Bộ sẽ rơi vào tình huống tài chính cạn kiệt. Chủ tịch Nhâm, anh chuẩn bị đền bù một mét vuông đất bao nhiêu tiền? Vương tử quân tuy vẫn nở nụ cười tươi sáng nhưng câu hỏi lúc này lại rất bén nhọn. Mỗi mét vuông giá bao nhiêu thì tôi và anh không thể nào quyết định được. Chủ tịch Lý, trước kia chúng ta không phải có biện pháp đền bù tổn thất sao? nhâm sương bình vẫn nở nụ cười nhạt giống như căn bản không nghe rõ ý nghĩa lời nói của vương tử quân đúng vậy chủ tịch nhâm thành phố chúng ta có một quy định đền bù giải tỏa như vậy lý khang lộ khẽ cười với vương tử quân chủ tịch vương anh không hiểu rõ về tình huống của thành phố đông bộ nhưng thành phố chúng ta lại có văn bản quy định rõ ràng về vấn đề đền bù giải tỏa có sẵn văn bản quy định vương tử quân nghe được những chữ này mà vẻ mặt không khỏi biến đổi Tuy không biết quy định đền bù mà hai người kia nói ra có giá bao nhiêu, thế nhưng nhìn nụ cười của hai người bọn họ, hắn tuyệt đối hiểu rõ số tiền đó sẽ không làm cho thành phố Đông Bộ rơi vào tình huống khó khăn. Bây giờ giá cả đang tăng theo từng ngày, nếu như dùng tiêu chuẩn trước kia để đền bù cho dân, chỉ sợ đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu thật sự áp dụng thì chỉ sợ sẽ làm cho nhân dân chĩa thẳng mũi dùi về phía chính quyền. Mặc kệ Tiết Diệu Tiến có tính toán gì nhâm sương bình này rõ ràng muốn kéo mình vào trong vũng nước đục vương tử quân thầm nghĩ đến những tính toán của nhâm sương bình hắn cười cười nói chủ tịch nhâm tôi cảm thấy nơi này không thích hợp xây dựng khách sạn năm sao nếu xây dựng một khu trung tâm thương mại và đường dành cho người đi bộ hình như lại càng có thể thúc đẩy phát triển kinh tế hơn vương tử quân nói rồi mở bản đồ ra nói chủ tịch nhâm xem nơi này chính là trung tâm chính trị kinh tế và văn hóa của thành phố đông bộ cũng là nơi buôn bán phồn vinh, nếu như xây một trung tâm thương mại ở chỗ này, như vậy sẽ có tác dụng phóng xả kéo thành phố đông bộ phát triển không ngừng. Đồng thời nếu chúng ta xây dựng đường dành cho người đi bộ, còn có thể giải quyết vấn đề đền bù giải tỏa cho nhân dân, vì thế mà tài chính của chúng ta hoàn toàn ở vào tình huống rất thoải mái. Đây rõ ràng là một việc ba lợi, hoàn toàn có thể thực hiện, không phải sẽ gắn liền ích lợi của chính quyền, quần chúng và thương nhân sao. Vương tử quân cầm tấm bản đồ rồi dùng giọng thao thao bất tuyệt nói lên rất nhiều lợi ích, nhưng khi hắn nói càng ngày càng hay thì vẻ mặt Lý Khang Lộ lại càng thêm khó coi. Lý Khang Lộ vốn chỉ là thường dân với phương án cải tạo khu dân cư bằng hộ, chuyện đầu tư khách sạn năm sau phải chạy đến nhờ chủ tịch Nhâm Sương Bình giúp đỡ thúc đẩy. Thế là dù vương tử quân có mất vui thế nào cũng không thể không nể mặt Nhâm Sương Bình, cuối cùng thì phải cùng mình đi đến báo cáo phương án với bí thư tiết nhưng lý khang lộ tuyệt đối không ngờ chính mình vẫn chỉ là chút tính toán nhỏ không bao phủ được đối phương tên khốn này không ngờ lại có một phương án khác sau khi lý khang lộ nghe xong những số liệu tính toán từ trong miệng của vương tử quân hắn chợt cảm thấy mặt mình sắp phát thành nước ánh mắt không khỏi nhìn sang nhâm sương bình tuy đỗ gia hào cũng không tự mình nói ra chỗ tốt của phương án xây dựng khách sạn với nhâm sương bình thế nhưng nhìn vào câu nói tín nhiệm của chủ tịch nhâm vào lúc vừa rồi cũng đủ kết luận chủ tịch Nhâm rất hy vọng hạng mục được thúc đẩy. Nhưng lúc này Nhâm Sương Bình vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, căn bản cũng không tỏ ra tức giận vì Vương Tử Quân cho ra một phương án trái ngược. Mình so ra vẫn còn kém hơn Nhâm Sương Bình. Lý Khang Lộ là kẻ cao ngạo, tuy hắn thầm xem thường Nhâm Sương Bình, thế nhưng lúc này cũng không thể không thừa nhận mình kém hơn đối phương ở phương diện bình tâm tĩnh khí. Xây dựng khu trung tâm thương mại và đường dành cho người đi bộ là một đề nghị rất tốt. Nhưng tôi cảm thấy nó vẫn kém so với xây dựng khách sạn 5 sao. Tất nhiên nếu đã có hai phương án tốt như vậy thì chúng ta sẽ để cho hội nghị thường ủy thảo luận. Vậy thì thế này, Chủ tịch Vương, ngày mai chúng ta tổ chức hội nghị văn phòng chủ tịch để nghiên cứu chuyện này, lấy quyết định của hội nghị văn phòng chủ tịch để báo cáo cho hội nghị thường ủy. Nhâm Sương Bình vẫn dùng giọng điệu rất hòa hoãn, nhưng lời nói lại có vài phần chân thật đáng tin. Nếu như nói hội nghị thường ủy là địa bàn của bí thư tiết như vậy hội nghị văn phòng chủ tịch chính là nơi mà ý kiến của chủ tịch Nhâm chưa từng bị ai phản đối. Nhâm Sương Bình là một chủ tịch thành phố, rõ ràng cũng là một người thành công trên địa vị của mình, hắn dễ dàng quán triệt ý chỉ của mình ở trong hội nghị văn phòng chủ tịch. Lý Khang lộ thấy Nhâm Sương Bình quyết định đưa sự kiện này lên hội nghị văn phòng chủ tịch thì lộ ra nụ cười, hắn khẽ nói. Xây dựng khách sạn 5 sao chính là ý kiến của phòng xây dựng, chủ tịch Phương lại cho ra một phương án mới như vậy chúng ta cũng có không gian lựa chọn, thế nên tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Nhâm. Nhâm Sương Bình đẩy quyền quyết định cho hội nghị văn phòng chính quyền, như vậy không những ném đi tiếng xấu lộng quyền của mình, càng đẩy trách nhiệm lên người tập thể, có thể nói là thu đoạn một mũi tên chúng hai chim. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Chủ tịch Nhâm Sương Bình, hắn biết mình lúc này có phản đối cũng không có mấy tác dụng, thế là cười nói. Nếu Chủ tịch đã quyết định như vậy, tôi cũng đồng ý hai anh chuẩn bị một chút, đến lúc đó chúng ta sẽ tập trung cho ra quyết định, đây cũng chính là cán bộ phải phụ trách cho nhân dân. Nhâm Sương Bình nói rồi tiếp tục nở nụ cười sáng lạn. Chủ tịch tử quân, tối nay anh cũng đừng nên về nhà, đến nhà tôi dùng bữa cơm. Chị đâu của cậu là người hiền lành, lại nấu ăn ngon, món sủi cảo cũng không phải ngon như bình thường. Khang lộ, tôi cũng không mời anh, nếu không thì em dâu sẽ đến tận nhà đòi người mất. Nhâm Sương Bình nói rất ẩn giấu, trong lời nói biểu hiện đầy đủ sự linh hoạt của một vị lãnh đạo khối chính quyền thành phố. Vương tử quân nhìn nụ cười tươi trên mặt nhâm sương bình, hắn giữ vững tinh thần nói. Đa tạ chủ tịch đại nhân đã mời, tôi thật sự rất muốn đến nếm thử tay nghề của chị dâu, nhưng hôm nay thật sự không khéo, có một người bạn cũng đi ngang qua thành phố đông bộ, vì thế cũng chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội hôm nay mà thôi. Ha ha ha, có bạn bè đến từ phương xa, chủ tịch tử quân phải tiếp đón sao cho tốt. Tôi nghe nói thư ký trưởng chính đào đã sắp xếp xong chuyện nhà cửa cho anh, hai ngày sau đã có thể đến ở, đến lúc đó chúng ta sẽ là hàng xóm, khi đó lúc nào đến nhà dùng cơm thì tôi cũng hoan nghênh. Nhâm Sương Bình khẽ khoát tay cười nói, bộ dạng cực kỳ có phong độ. Nhâm Sương Bình nói làm cho Lý Khang Lộ cảm thấy không thoải mái, không vì nguyên nhân gì khác, chính là vì Vương Tử Quân có được nhà để ở. Vốn hắn cũng không thiếu nhà, nhưng lại không thể nào tiến vào ở trong khu nhà dành cho các vị thường ủy thị ủy hắn là một vị phó chủ tịch quyền cao chức trọng nhưng không phải là thường ủy thị ủy, vì vậy không thể nào vào ở trong khu nhà thường ủy, đó là lý do làm hắn không thấy thoải mái. Lý Khang Lộ thấy hai người Vương Tử Quân và Nhâm Sương Bình nói chuyện rất thân mật thì gương mặt có hơi trầm xuống, nhưng khi hắn cuốn tấm bản đồ quy hoạch lại thì nụ cười rào rạt tiếp tục xuất hiện trên mặt. Màn đêm buông xuống, thành phố Đông Bộ đã lên đèn, đường xá đông vui, ánh đèn hồng lấp lánh, bầu không khí khá náo nhiệt. Vương Tử Quân đội mũ đi trên đường thành phố Đông Bộ, hắn nhìn Lâm Dĩnh Nhi đang mặc áo lông màu trắng đi bên cạnh mà khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Tuy hắn không muốn có quá nhiều điều dây dưa với Lâm Dĩnh Nhi, thế nhưng vào ngày Tết Nguyên Tiêu có giai nhân làm bạn thì cũng là một chuyện rất vui vẻ. "Anh Tử Quân, chỗ đó có đố đèn, chúng ta đến xem đi." Lâm Dĩnh Nhi cầm đường hồ lô mà Vương Tử Quân vừa mua cho mình, lúc này nàng chợt hưng phấn kêu lên như một cô gái nhỏ. Đố đèn, một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường. Vương tử quân lúc này ngụy trang bản thân rất kỹ, hắn đi theo Lâm Dĩnh Nhi đến một khoảng sân rộng đang được mọi người bao bọc chung quanh. Tuy lúc này nơi đây rất đông người, có người đến người đi nhưng cũng không ai biết mặt vương tử quân. Đồng thời cũng không ai ngờ một tên thanh niên như vậy lại là một phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ. Dù là trên đường phố thành phố Đông Bộ, Vương tử quân không ngụy trang cẩn thận thì người đi đường cũng không có vài người nhận ra hắn. Dù sao thì hắn cũng mới đến thành phố Đông Bộ, cho dù đi họp thì camera cũng không quay sang chỗ hắn, thế cho nên cuộc sống của hắn khá bình tĩnh và thoải mái. Bái niên đả nhất tác ra danh. Lâm Dĩnh Nhi ngẩng đầu nhìn cái lồng đèn trước mắt, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Hạ Kính Chi Vương tử quân nhìn bộ dạng giả vờ của Lâm Dĩnh Nhi, hắn không khỏi khẽ nói. Tuy hắn cũng không quá quan tâm đến những thứ đối đáp thế này, nhưng kiếp trước là một người thầy dạy học, những trò đối đáp thế này chỉ là thuận miệng mà thôi. Đúng, đúng là Hạ Kính Chi. Lâm Dĩnh Nhi vui vẻ bóc tờ giấy đỏ bao quanh lồng đèn ra, sau đó kích động chạy về phía quầy, một phút sau đã cầm lấy một bao đỏ hưng phấn chạy ra. Anh tử quân, những chiếc bao đỏ ở đây rất đẹp, anh đoán vài cái lồng đèn đi, em sẽ lấy về dán trong lớp cho bọn trẻ xem lâm dĩnh nhi kéo tay vương tử quân nhìn những chiếc lồng đèn có câu đố rồi hưng phấn nói với vương tử quân sau khi lấy thêm vài cái bao đỏ thì vương tử quân có chút dở khóc dở cười nhưng nhìn lâm dĩnh nhi vui vẻ như hoa dưới ánh đèn hắn không khỏi mềm lòng lại đi về phía những câu đố ghi trên lồng đèn tết nguyên tiêu người đến kẻ đi hai người vương tử quân cũng đi theo dòng người trên đường đi lâm dĩnh nhi líu díu như chim sơn ca nàng thấy chỗ này rất đẹp thật sự rất đẹp anh tử quân anh nhìn xem, chỗ kia có người phát bánh trôi. Khi Vương Tử Quân đang nhìn vào một cây đèn rất đẹp thì Lâm Dĩnh Nhi ở bên cạnh chợt giữ lấy tay hắn nói: "Phát bánh trôi?" Vương Tử Quân thầm nghĩ đó không phải là một tổ chức từ thiện nào đó đang làm công tác tuyên truyền đấy chứ. Khi hắn quay đầu nhìn sang, chợt thấy vài người đàn ông cao lớn đang đứng trước cổng một gia đình, bọn họ đang phát bánh trôi cho gia đình kia. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của đám người phát và được nhận bánh trôi, người phát thì cười hì hì còn người nhận tỏ ra rất khó chịu giống như hắn thấy được một tình huống ép mua ép bán vậy chuyện gì xảy ra không phải có nhiều kẻ lắm tiền không có chỗ nào quăng đi sao vương tử quân cảm thấy rất nghi vấn khi hắn đang nghi ngờ thì vài tên đàn ông kia lại đi đến gõ cửa một nhà khác cụ à đây là bánh trôi của tập đoàn cảnh lam ha ha các người ăn đi cho nóng vì lúc này đi tương đối gần nên vương tử quân có thể nghe thấy đám đàn ông kia nói những gì một ông lão hơn 60 tuổi mở cửa ra, khi nghe thấy vài chữ tập đoàn Cảnh Lam thì gương mặt cười ha hả chợt biến thành giận dữ, nhưng khi vài tên đàn ông nhét bánh vào trong tay thì lão cũng không dám phản kháng. Anh Tử Quân, tập đoàn Cảnh Lam rốt cuộc đang làm gì? Xem bọn họ phát bánh kìa, hình như bọn họ rất giàu có thì phải. Lâm Dĩnh Nhi dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía đám người bên kia, một mùi hương thoang thoảng bùng lên trong không khí. Tập đoàn Cảnh Lam Vương Tử Quân chợt nghĩ đến tập đoàn Cảnh Lam, lúc này hắn nghe thấy câu hỏi của Lâm Dĩnh Nhi thì cười nhạt một tiếng nói. "Dĩnh Nhi, bánh trôi kia chỉ sợ không dễ ăn." Lâm Dĩnh Nhi cũng không ngốc, tất nhiên nàng sẽ hiểu ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, nàng vốn định hỏi thêm vài lời, lúc này thấy vẻ mặt trầm tư của Vương Tử Quân thì không khỏi nuốt lời của mình vào bụng. Hai người đang nói chuyện với nhau thì nghe thấy có người nói. "Cư dân ở khu dân cư bằng hộ này xem như xui xẻo." dính vào đám người tập đoàn Cảnh Lam, thật sự không có quả ngon để ăn. Cũng không phải sao, tôi ở phố bên cạnh, nghe nói tập đoàn Cảnh Lam chuẩn bị xây khách sạn 5 sao ở chỗ này. Bọn họ đang thúc dân nơi đây chuyển nhà, túi bánh trôi chính là một hình thức ép chuyển đi. Có một người hiểu tình huống dùng giọng hung hăng nói. Tập đoàn Cảnh Lam xem như có bản lĩnh lớn, bọn họ cũng không thể cưỡng chế chúng ta được, thành phố chúng ta còn có bí thư tiết. Còn có cục công an, bọn họ sao có thể làm loạn được? Nghe nói có một vị phó chủ tịch thường vụ đến đây công tác, tuổi trẻ muốn tìm chút chiến tích, muốn xây dựng khách sạn năm sao, anh nghĩ xem đám người kia dùng vải bịt mắt bí thư tiết, sao bí thư tiết không mắc mưu được. Chật chật, tên phó chủ tịch thường vụ kia là ai, vì sao lại thiếu đạo đức như vậy? Xem ra thành phố đông bộ chúng ta năm nay xui xẻo, có một tên cán bộ khốn kiếp như vậy. Vương tử quân cũng không thèm quan tâm đến những lời này, Tuy hắn biết rõ đám người kia nói đến vị phó chủ tịch nào nhưng cũng không nổi giận, cũng không quá bức bối. Hơn nữa lúc này hắn cũng đã biết tin đồn này là do ai phóng ra. Các anh không có chứng cứ thì đừng nói bậy, chủ tịch Vương là người đường đường chính chính, sao có thể cấu kết với tập đoàn Cảnh Lam để làm chuyện này. Từ khi Vương Tử Quân đến đây thì Lâm Dĩnh Nhi cũng rất quan tâm đến thế cục của thành phố Đông Bộ, tuy đám người kia không nói rõ tên nhưng nàng vẫn hiểu rõ vị phó chủ tịch trong lời nói của bọn họ là ai em gái, người không thể nhìn vào vẻ bề ngoài, nhiều người rất đẹp đẽ như trái tim còn thua cả chó. Nghe nói tên phó chủ tịch kia cho ra quy định đền bù rất chán nản, giá cả rất thấp, những hộ gia đình ở đây vốn đã không giàu có, bây giờ đi nơi khác lấy gì để sống đây. Đúng vậy, em gái, em còn trẻ, cũng đừng nghe lời những tên cán bộ kia, rất nhiều người nhìn rất đẹp rất tốt nhưng trong lòng toàn bùn đất sao găm. Đám người nghị luận ở đây tuy mở miệng là mỉa mai nhưng cũng không quá ác ý, dù sao thì đối mặt với một cô gái xinh đẹp, bọn họ cũng không nói những lời quá đáng. Lâm Dĩnh Nhi thấy những người kia nói như vậy thì chuẩn bị lên tiếng tranh luận. Vương Tử Quân cũng không hy vọng nàng phát sinh tranh chấp ở chỗ này, thế nên hắn kéo bàn tay nhỏ của nàng, tỏ ý không cần tranh chấp. Lâm Dĩnh Nhi bị Vương Tử Quân nắm chặt tay, đầu tiên nàng tỏ ra xấu hổ, nàng trợn mắt dương tay ra định cào hắn, nhưng sau đó lại rụt tay về. Các người định làm gì? Đám đàn ông kia cũng không vì tranh chấp với Lâm Dĩnh Nhi mà đình chỉ công tác của mình, bọn họ tiếp tục gõ cửa nhà người khác phát bánh trôi. Nhưng khi bọn họ đang định phát bánh cho một cô gái 16-17 tuổi thì một người đàn ông trung niên chợt trầm giọng quát lên. Vương tử quân nghe âm thanh kia mà chợt sững sờ, không ngờ mình lại gặp người quen ở chỗ này, tuy hai bên không tiếp xúc quá sâu nhưng bọn họ đều là phó chủ tịch, cũng đã từng dùng cơm vài lần. Phó chủ tịch tôn quốc lính, vì sao anh ta lại ở chỗ này? Vương tử quân chợt sướng sờ, hắn chợt nghe thấy tên đàn ông dẫn đầu nhóm người kia nói. Làm gì sao, chúng tôi phát bánh trôi, thế nào, muốn cắn tôi sao? Chỗ này cũng không lạ gì bánh trôi của các người, các người đi đi. Tôn quốc lĩnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên đàn ông bên kia, sau đó trầm giọng nói. À, giỏi, nhưng nói cho anh biết, bánh trôi của tập đoàn cảnh Lam cũng không phải là phát không, hôm nay không ăn cũng phải ăn, không nhận cũng phải nhận. Tôn Quốc Lĩnh vốn là phó chủ tịch thành phố Đông Bộ, trên người hắn có quan uy, lúc này nổi giận làm cho tên đàn ông kia sợ rét run. Tuy hắn sợ nhưng cũng thấy mình mất mặt, thế là cố gắng áp chế chính mình rồi hổn hển nói. Người của tập đoàn Cảnh Lam, Đỗ Gia Hào thật sự biết cách dạy bảo cấp dưới. Tôn Quốc Lĩnh cười lạnh một tiếng rồi đóng cửa lại. Các người đem bánh trôi đi, có gì tôi sẽ nói với Đỗ Gia Hào. À, lớn lối lắm, Tương mặc một bộ quân phục thì có thể đi ra đường bắt xe sao? Còn bà nó, có thằng nào trong thành phố này không biết tên ông chủ của chúng tao? Mày cho rằng nói tên của ông chủ thì chúng tao sợ sao? Tên đàn ông kia có chút sững sốt, sau đó chỉ vào Tôn Quốc Lĩnh rồi lớn tiếng nói. Chương 451, trong lòng như một tổ ong vò vẽ. Đám đàn ông đứng ở phía sau đều cười lên ha hả không chút kiêng nể, bọn họ tất nhiên hiểu ý nghĩa câu nói của tên đồng bọn cả đám không khỏi cười lên rất kiêu ngạo. Vẻ mặt tôn quốc lĩnh trở nên rất khó coi, hắn là phó chủ tịch thành phố Đông Bộ, tuy hắn cũng không phải là những người đứng trên đỉnh danh vọng, thế nhưng dựa vào địa vị của hắn ở thành phố Đông Bộ cũng đủ để giải quyết đám côn đồ này. Hắn chợt nổi giận, sau đó lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi đi. Ôi, ghê thật, còn có điện thoại nữa cơ, chúng mày tiến lên nhìn dùm anh, để xem cái điện thoại này là thật hay giả. Khi thấy Tôn Quốc Lĩnh lấy điện thoại ra thì tên đàn ông kia không khỏi ngây người. Dù sao thì vào những năm này người có thể sử dụng điện thoại cũng thật sự rất tốt, chỉ có hai tình huống xảy ra, một là có tiền hoặc là có quyền. Hắn thấy mình có xung đột với loại người này, chợt sinh ra cảm giác tức giận, hắn muốn gọi đám người phía sau lên ngăn cản đối phương gọi điện thoại, sau đó chính mình nhanh chóng chuồn đi. Tôn Quốc Lĩnh tất nhiên không để cho đám người kia cướp điện thoại của mình, khi tên đàn ông kia đưa tay qua thì hắn vung tay lên đẩy ra thế là đám người ở phía sau ảo lên, thậm chí muốn cướp điện thoại trên tay của hắn. Trưởng phòng tôn, sao anh lại ở chỗ này? Khi tôn quốc lĩnh đang cực kỳ căm tức thì đột nhiên có một người lên tiếng. Trưởng phòng tôn, đây là gọi mình sao? Tôn quốc lĩnh nghĩ đến vấn đề mình không còn là cục trưởng nhiều năm, không phải mình gặp lại bộ hạ cũ ở đây đấy chứ. Đúng lúc hắn đang buồn bực thì thấy một tên thanh niên trẻ tuổi mặc áo lông dày tiến lên cản tay đám đàn ông kia lại, sau đó nói. Các anh muốn làm gì? Tôi nói cho các anh biết, đây là trưởng phòng tôn của phòng giáo dục, nếu còn bất kính với trưởng phòng tôn, cẩn thận cảnh sát đến thu nhập các người." Đám đàn ông nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, cả đám đưa mắt nhìn nhau, sau đó tên đàn ông dẫn đầu dám người chợt cười giải nói. "Đúng là nhà quan có khác, có lẽ cũng là phó phòng phải không? Nếu không sao tôi còn chưa từng thấy ông anh trên tivi. Nhưng dù ông anh là cấp phó cũng không có vấn đề, anh em nể mặt một chút." Đi, chúng ta tiếp tục đi tặng bánh trôi. Đám đàn ông du công kia nghênh ngang bỏ đi, Tôn Quốc Lĩnh lúc này mới đi về phía Vương Tử Quân, vừa rồi ánh đèn có chút u ám, hắn cũng không thấy rõ Vương Tử Quân là ai. "Đa tạ anh đã giải vây cho bố tôi, nhưng bố tôi cũng không phải là phó phòng giáo dục." Cô gái vừa rồi còn có vẻ linh hoạt hơn cả Tôn Quốc Lĩnh, vì thế trước khi Tôn Quốc Lĩnh đi về phía Vương Tử Quân thì nàng đã nhanh chóng lên tiếng vương tử quân nhìn vẻ mặt đắc ý của cô gái trước mặt hắn cười nhạt nói tôi biết rõ chức quan của bố cô cao hơn phó phòng giáo dục chủ chủ tịch vương lúc này vương tử quân đã lấy chiếc mũ xuống tôn quốc lĩnh nhờ vào ánh đèn mà nhìn thấy người đến là vương tử quân thế là vẻ mặt có chút nghi ngờ chủ tịch tôn chỗ này cũng không phải địa điểm nói chuyện tôi thấy chúng ta nên tìm chỗ nào đó nói vài lời vương tử quân cười cười với tôn quốc lĩnh sau đó hắn thản nhiên nói Tôn quốc lĩnh nhìn đám người chung quanh còn chưa tản ra, hắn cười ha hả nói. Anh nói rất đúng, đây là nhà bố vợ tôi, chúng ta vào uống ly trà nhé. Không cần, người nhà của anh đang vui vẻ, tôi cũng không muốn vào quấy giày. Anh xem, tôi còn có nhiệm vụ chính trị cần làm, em gái của tôi muốn đến đây dạo chơi. Vương tử quân chỉ về phía Lâm Dĩnh Nhi rồi dùng giọng thoải mái nói. Tôn quốc lĩnh cố tình muốn nói vài lời với vương tử quân, nhưng hắn thầm nghĩ đây cũng không phải nhà mình thế là cười cười nói vậy ngày mai chúng ta đi làm rồi trò chuyện sau hai người bắt tay nhau rất ăn ý sau đó chào tạm biệt bố bố vừa rồi gọi người kia là chủ tịch vương chẳng lẽ anh ta cũng là chủ tịch thành phố sao cô gái nhìn vương tử quân và lâm dĩnh nhi bỏ đi sau đó nàng dùng giọng nghi ngờ hỏi tôn quốc lĩnh tôn quốc lĩnh lúc này có tâm tình rất tốt hắn nghe thấy con gái hỏi như vậy thì vỗ vỗ đầu con nói Hiểu đông, con nói rất đúng, anh ấy không những là phó chủ tịch, còn là lãnh đạo của bố con, chính là phó chủ tịch thường vụ thành phố. Ủa, sao kỳ quái như vậy? Vừa rồi vì sao con lại nghe thấy anh ấy gọi bố là phó phòng, đột nhiên sao lại hạ cấp của bố xuống như vậy? Chẳng lẽ hai người là phó chủ tịch thành phố mà đều sợ đám côn đồ kia sao? Đúng là khó thể tin được. Tôn quốc lĩnh cười ha hả nói. Sợ, tất nhiên sẽ không sợ bọn họ, nhưng nếu hai vị phó chủ tịch sinh ra xung đột với một đám côn đồ thì chỉ sợ ngày mai sẽ trở thành tin tức được truyền đi khắp đường lớn ngõ nhỏ nếu chỉ là một phó phòng thì khác cấp bậc không lớn mà cũng chẳng nhỏ chẳng những làm cho đám côn đồ kia kiêng kỵ bỏ đi hơn nữa cũng không làm cho nhiều người chú ý thì ra lại có nhiều ý nghĩa như vậy anh rể tập đoàn cảnh lam thật sự quá hống hách bọn họ cho ra mức đền bù tổn thất quá thấp em vợ tôn quốc lĩnh đi ra dùng giọng ai oán nói Tôn quốc lĩnh khẽ cười nói, em xem mình kia, sợ thành bộ dạng gì rồi, tập đoàn cảnh lam của Đỗ Gia Hào tuy lợi hại nhưng sự việc này cũng không thể không có thể lật ngược thế cờ. Có thể lật ngược thế cờ sao? Như vậy thì quá tốt rồi, chúng ta có thể mua được nhà tốt để ở, nếu như thật sự đền bù tổn thất với giá cả như bọn họ đưa ra vào lúc này, thật sự chẳng mua được gì cả. Em vợ tôn quốc lĩnh cảm thán một tiếng, sau đó kéo tôn quốc lĩnh nói, anh rể, ba thiếu một. Anh vào cùng chơi đùa một chút cho vui. Anh Tử Quân, em đi theo anh ra ngoài có phải quá rêu rao rồi không? Lâm Dĩnh Nhi đi trên đường mà cảm xúc có vẻ giảm xuống khá mạnh. Nào có, em nghĩ rằng anh là ngôi sao à? Vương Tử Quân cười cười với Lâm Dĩnh Nhi. Có phải em thấy anh không đi vào làm khách của Chủ tịch Tôn, thế nên ngại mình làm vướng bận? Lâm Dĩnh Nhi cắn miệng không lên tiếng. Nha đầu ngốc, em đúng là đa tâm. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu gia đình người ta đang đoàn viên, anh đi vào làm gì? Vương tử quân kéo mũ của Lâm Dĩnh Nhi rồi nói tiếp. Thời gian rảnh rỗi cũng không nên nói chuyện công, cũng không nên nói chuyện chuyên môn. Anh đúng là nói như khiếu, em giống như bị anh làm cho biến thành đứa ngốc rồi. Lâm Dĩnh Nhi nhìn thoáng qua vương tử quân, sau đó dùng giọng say đắm hoán trách. Hèn gì mẹ nói đàn ông làm chính trị không có một người nào là đơn giản, trong lòng như tổ ong vỏ vẽ trước kia em còn không tin nhưng bây giờ xem như em đã tin vương tử quân bị những lời trêu chọc của lâm dĩnh nhi làm cho nở nụ cười hắn khẽ gõ tay lên đầu nàng sau đó cười cười đi về phía trước vương tử quân nâng ly nước trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn đang đi về phía phòng họp của khối chính quyền thành phố lúc này trong khu văn phòng đã không còn nhiều không khí ngày tết nhân viên công tác tới lui đều có vẻ vội vàng hẳn lên chào chủ tịch vương chào buổi sáng chủ tịch vương Đám nhân viên công tác đi qua bên cạnh Vương Tử Quân liên tục chào hỏi, nhưng những người lên tiếng chào hỏi cũng phải có chút thân phận ở trong cơ quan. Có những nhân viên công tác từ biết mình căn bản không có tư cách chào hỏi, khi đối diện với lãnh đạo chỉ có thể cung kính đứng sang một bên với vẻ mặt khiêm tốn, sau khi nhìn Vương Tử Quân gật đầu đi qua mới tiếp tục đi làm công tác của mình. Cửa phòng họp lúc này đang đóng chặt, khi Vương Tử Quân đi đến cửa thì nhân viên công tác đứng bên cạnh nhanh chóng mở cửa ra. Chương 452, lấy phát triển kinh tế làm gốc, hợp lâu cần phải phân, phân lâu cần phải hợp cắn. Lúc này đại đa số các vị phó chủ tịch đã an vị trong phòng họp, bọn họ đang trò chuyện với nhau về vài vấn đề vụn vặt, khi Vương Tử Quân đi vào thì ai cũng đưa mắt nhìn đến. Nhưng ánh mắt chăm chú của đám người chỉ lóe lên rồi thôi, sau khi Vương Tử Quân gật đầu chào hỏi thì bọn họ tiếp tục bàn luận về chủ đề vừa rồi của mình. Vương Tử Quân cũng đã quen với hiện tượng này vì thế cũng không thấy có vấn đề hắn ngồi xuống vị trí của mình chợ nghe thấy Trúc vu bình ở bên cạnh cười nói chủ tịch vương ngày hôm qua anh bỏ lỡ một vở kịch hay anh lữ uống vào chút rượu sau đó dùng ba ly khiêu chiến chủ tịch trình cuối cùng thật sự say không thấy trời đất đâu lữ hà cường đang buồn bực uống trà chợt vung tay lên nói anh trúc anh đúng là lật lọng ngày hôm qua nói là không nhắc đến chuyện này bây giờ sao lại quên đi lời hứa hôm qua rồi Ôi, tôi lại quên đi mất, xem ra ngày hôm qua tôi uống nhiều quá. Trúc Phu Bình vỗ đầu cười rất vô tội. Trúc Phu Bình và La Hồng Trương có quan hệ rất tốt, hai người bọn họ trước kia từng là đồng sự trong một huyệt, hai bên rất thích nói đùa như vậy. Một vài lời đối thoại của hai người cũng nhanh chóng thu hút nhiều ánh mắt nhìn đến. Anh Trúc, anh Lưu uống được bao nhiêu ly, không phải sẽ biến thành thùng rượu sao? Khi Vương Tử quân tiến vào thì Trương Thông đang nói chuyện với Lưu Nham Phú lúc này lại chỉ mục tiêu sang Lữ Hạ Cường. À, bản thân tôi có phải thùng rượu hay không thì phải nghiên cứu thêm, hoan nghênh chủ tịch Trương đến làm khách, bất cứ lúc nào cũng có thể thử nghiệm. Hơn nữa bản thân tôi uống rượu rất sảng khoái, cũng không giống như những người tỏ ra e thẹn xấu hổ như gái về nhà chồng. Lữ Hạ Cường đắc ý mở lời trêu chọc. Khi mọi người lên tiếng đùa giỡn thì Vương Tử Quân đưa mắt nhìn khắp phòng, lúc này các thành viên ban ngành khối chính quyền đã đến đầy đủ, ngoài chủ tịch Nhâm Sương Bình thì chỉ thiếu Lý Khang Lộ mà thôi. Lý Khang Lộ còn chưa đến, Vương Tử Quân không khỏi nhíu mày, tuy họp hành thế này cũng không có quy định rõ ràng, thế nhưng trong khối chính quyền thì có nhiều người phải tuân thủ theo quy tắc bất thành văn. Đó chính là trật tự trước sau có một vị trí rất quan trọng, nếu là người có địa vị càng thấp thì càng phải đến thật sớm, những lãnh đạo đứng đầu ban ngành như Nhâm Sương Bình tất nhiên sẽ có tư cách bắt mọi người phải ngồi đợi nếu so sánh với nhâm sương bình thì vương tử quân là phó chủ tịch thường vụ cũng có tư cách để cho các vị phó chủ tịch chờ mình quy định này không được biểu hiện bằng văn bản cũng không ai nhắc đến thế nhưng lại được đại bộ phận mọi người thừa nhận không ngờ lý khang lộ đến bây giờ còn chưa chịu ra mặt điều này là không hay khi vương tử quân đang suy tư thì cửa phòng bị đẩy ra nhâm sương bình cất bước đi vào phòng với nụ cười vui vẻ hắn vừa đi vừa nói anh lữ anh uống bao nhiêu ly tôi không biết nhưng tôi biết rõ dù anh chỉ dùng một ly để uống anh cũng không phải là đối thủ của anh trình sau lưng nhâm xương bình chính là lý khang lộ với nụ cười vui vẻ khi đi vào cửa thì lý khang lộ nhìn về phía vương tử quân trong nụ cười của hắn có vài phần thản nhiên nụ cười này cũng giống như tràn đầy tự tin khi lý khang lộ đi theo nhâm xương bình tiến vào phòng ánh mắt của đám người chúc vu bình nhìn chằm chằm về phía hai người nhâm xương bình Lữ Hà Cường vừa nghe thấy Chủ tịch Nhâm nói về mình thì cười ha hả nói. Chủ tịch Nhâm, ngài nói như vậy vừa là một lời khuyên vừa là một lời cảnh báo, nhưng thật sự là đến quá muộn, tối qua khi bao tử co bóp như rông tố thì tôi mới phát hiện ra điều này. Một chàng cười lớn vang lên trong phòng họp, khi tiếng cười còn chưa dứt thì Nhâm Sương Bình ngồi xuống vị trí trung tâm của mình. Sau khi thư ký cất giữ ly nước cho Chủ tịch Nhâm, lúc này Chủ tịch Nhâm mới lên tiếng. Chủ tịch Lữ, anh bây giờ tình ngộ còn chưa muộn, đây chính là một tuyên bố đầy kinh nghiệm của tôi cho anh đấy. Trình Hiểu Bình là một nữ cán bộ lãnh đạo duy nhất trong thành viên ban ngành khối chính quyền thành phố Đông Bộ, gần đây nàng là một người rất ẩn nhẫn, lúc này nghe thấy Nhâm Sương Bình nói đó là kinh nghiệm của mình, thế là không khỏi nở nụ cười nói. Chủ tịch Nhâm, nếu ngài tìm bọn họ để uống rượu thì tôi không phản đối, thế nhưng ngài cũng đừng phát động quần chúng đấu quần chúng. Trình Hiểu Bình năm nay hơn 40, bây giờ ngồi ở vị trí này cũng thật sự là rất giỏi. Hơn nữa dù là dung mại, dáng người, khóe mắt chân mày cũng còn chưa quá mức biến đổi, thậm chí còn có nhiều hơn chút tư thái trưởng thành và quyến rũ so với các cô gái trẻ, thế cho nên nếu so sánh thì nàng cũng có nét đẹp riêng. giọng điệu của Trình Hiểu Bình rất dịu dàng, làm cho người nghe cảm thấy rất thoải mái. Nhâm Sương Bình nói đùa vài câu với các vị phó chủ tịch thành phố đang ngồi trong phòng, sau đó nghiêm mặt nói hôm nay là ngày 17 tháng riêng, đối với dân chúng thì qua 15 mới xem như hết tháng Tết, hôm nay tổ chức họp cũng là có chuyện cần mọi người bàn luận xem xét. Hai ngày trước bí thư tiết đã nói ra nhiều yêu cầu với công tác của chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là rất nặng, mang đến cho chúng ta một nhiệm vụ có tính khiên chiến rất lớn, nếu muốn hoàn thành mục tiêu thì ban ngành chúng ta cần đẩy cao tinh thần, cần phải tích cực dấn thân vào quá trình kiến thiết của thành phố Đông Bộ. Nhâm Sương Bình là một vị chủ tịch thành phố, hắn rõ ràng là một người cực kỳ hợp cách, tuy chỉ nói vài lời tầm thường nhưng lại làm cho bầu không khí của phòng họp trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn là lãnh đạo một ban ngành, tất nhiên phải có năng lực khống chế tiết tấu hội nghị. Sau khi nói đến vài yêu cầu trọng điểm, Nhâm Sương Bình bắt đầu để cho các phó bí thư báo cáo các vấn đề của các lĩnh vực mình được phân công. Các vị phó bí thư cũng không có chuẩn bị báo cáo, thế nhưng bọn họ lại hiểu rất rõ những gì mình đang nắm trong tay, thế cho nên lên tiếng cũng cực kỳ rõ ràng. Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ, hắn là người báo cáo cuối cùng. Tuy hắn vẫn còn chưa quá hiểu rõ về tất cả phương diện của thành phố Đông Bộ, thế nhưng hắn lên tiếng báo cáo cũng không tỏ ra kém các vị phó chủ tịch khác. Nhâm Sương Bình ngơ Vương Tử Quân báo cáo mà không khỏi đung đưa cây bút trong tay. Hắn nhìn Vương Tử Quân đang chậm rãi lên tiếng, thế là thầm nghĩ, chính mình cũng nên bỏ thời gian ra tìm hiểu vị phó chủ tịch trẻ tuổi này, vì đối phương cũng không phải hạng người dễ đối phó. Nhưng lúc này đây Nhâm Sương Bình phải cho Vương Tử Quân một bài học, để Vương Tử Quân biết rằng trong khối chính quyền thành phố Đông Bộ này phải nghe lời ai. Từ khi quyết định tổ chức hội nghị này thì Nhâm Sương Bình đã bắt đầu thông qua các thủ đoạn để tăng cường khả năng chiến thắng cho mình. Đầu tiên hắn để cho Lý Khang Lộ cùng đi với mình vào phòng họp, tuy điều này có thể nói là trùng hợp, nhưng đám người tiến lên làm phó chủ tịch thành phố cũng không phải hang người có đầu óc đơn giản. Tuy chỉ là cùng nhau đi vào phòng họp, Thế nhưng nó lại tỏ thái độ rõ ràng với tất cả thành viên ban ngành, tôi đang giúp đỡ Lý Khang Lộ, giúp đỡ phương án xây dựng khách sạn 5 sao. Ngay sau đó là yêu cầu các thành viên ban ngành báo cáo, chính là Nhâm Sương Bình muốn chĩa vào Vương Tử Quân. Nhâm Sương Bình đã công tác lâu năm với các cán bộ đồng sự, hắn biết rõ ràng năng lực và khả năng của bọn họ, đồng thời đám thủ hạ kia cũng biết rõ mình là người làm chủ. Tất nhiên đám thu hạ của hắn đều là những lão quan trường không có chuẩn bị cũng có thể đứng lên báo cáo rõ ràng mạch lạc. nhưng sự việc này đối với Vương Tử Quân thì rõ ràng có chút vội vàng không chuẩn bị kịp. dù sao thì Vương Tử Quân cũng đến chưa lâu, cũng còn đang ở trong quá trình tìm hiểu các đơn vị ban ngành mình đang nắm trong tay. tuy đối phương có thể lên tiếng báo cáo một hai câu nhưng Nhâm Sương Bình nghĩ rằng sẽ không thể nào hoàn mỹ được. tuy đây chỉ là một chuyện nhỏ nhưng Nhâm Sương Bình hoàn toàn có thể lợi dụng nó để gõ vào đầu Vương Tử Quân ai bảo anh không hiểu chuyện muốn thỏ đầu ra cho người ta đánh. Hắn muốn đả kích vương tử quân một lần, đồng thời còn muốn chứng thực với các vị phó chủ tịch khác rằng vương tử quân còn chưa hiểu rõ về thành phố Đông Bộ, thế cho nên phương án của vương tử quân là không thuyết phục. Nhưng sự thật lại vượt xa dự đoán của Nhâm Sương Bình, hắn tuyệt đối không ngờ vương tử quân lại chỉ mất một thời gian ngắn như vậy để tiến vào trạng thái công tác, hơn nữa còn báo cáo cực kỳ rõ ràng mạch lạc. Hắn thầm hận vương tử quân là kẻ có thiên phú ở phương diện này, đồng thời ý nghĩ muốn cho vương tử quân một bài học càng thêm mãnh liệt nhâm sương bình là một chủ tịch thành phố nếu hắn không khống chế được một vị phó chủ tịch thường vụ như vậy rõ ràng sẽ là một uy hiếp rất lớn lý khang lộ tuy tự cao tự đại nhưng thân phận đã xác định không có tư cách tranh chấp với nhâm sương bình trong khối chính quyền thành phố nhưng vương tử quân thì khác người này là phó chủ tịch thường vụ thành phố một người có thể vung tay cướp đi nhiều quyền lực của chủ tịch thành phố như nhâm sương bình sau khi Vương Tử Quân báo cáo xong thì Nhâm Sương Bình bắt đầu lên tiếng, hắn nói chuyện cũng không quá nhiều, chủ yếu là yêu cầu tất cả các chiến tuyến cần phải nghiêm khắc và ổn định, cần phải nhiệt tình và không buông lỏng công tác chứng thực, công tác nắm bắt kế hoạch. Sau khi nói thêm vài lời thì Nhâm Sương Bình đưa mắt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, lại nhìn sang các vị phó chủ tịch khác, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Lý Khang Lộ. Hai ngày trước bí thư thiết đã đến xem kiểm tra thị sát khu dân cư bằng hộ Tôi tin tưởng các vị ngồi đây cũng đã biết rõ ràng. Trong quá trình kiểm tra thị sát thì tôi và chủ tịch Lý đã đứng ra làm kiểm điểm, vì chúng tôi không làm tốt công tác cho nên khu dân cư bằng hộ mới phát sinh tình huống vỡ cống xỉ nước hôi thối như vậy. Nhâm Sương Bình nói đến đây thì giọng điệu giảm thấp xuống một chút, hắn đặt bút trong tay xuống rồi trầm giọng nói. Bí thư Tiết nói chuyện này thì một vị bí thư thị ủy như anh ấy cũng có trách nhiệm, thực tế tôi cảm thấy trách nhiệm lớn nhất chính là của khối chính quyền thành phố là của một chủ tịch thành phố như tôi." Nhâm Sương Bình nói rất kích động, hắn hầu như đứng bất động như núi nhưng khí thế mạnh mẽ hào hùng lại lan tràn khắp phòng họp. "Đối với chuyện cải tạo khu dân cư bằng hộ, khối chính quyền thành phố chúng ta phải làm đảm bảo với bí thư tiết. Những ngày qua chủ tịch Lý và các đồng chí phòng xây dựng đã làm việc tăng ca tăng giờ để đưa ra một phương án, chủ tịch Vương cũng có một phương án riêng. Theo tôi thấy thì hai phương án này đều không tệ, nhưng chỉ có một khu đất Chúng ta cũng không thể cải tạo hai lần, thế cho nên yêu cầu đặt ra với chúng ta chính là chọn ra một từ trong hai phương án kia để báo cáo cho bí thư tiết và thị ủy. Nhâm Sương Bình nói đến đây thì dừng lại, sau đó đưa mắt nhìn Lý Khang Lộ nói: "Chủ tịch Lý, anh nói ra phương án mà mình và phòng xây dựng đã chuẩn bị cho mọi người được biết đi." Lý Khang Lộ mỉm cười nhìn Nhâm Sương Bình rồi khẽ gật đầu, dù trong lòng hắn rất xem thường thái độ mềm nhũn của chủ tịch Nhâm. Thế nhưng lại không khỏi khâm phục thủ đoạn lạt mềm buộc chặt vừa rồi của Nhâm Sương Bình. Lý Khang Lộ thầm nghĩ, người này tuy thiếu dũng khí nhưng nói về thủ đoạn thì thật sự rất cao, mình cần phải chú ý học hỏi. Thưa các vị, chủ tịch Nhâm để tôi phát biểu vài lời, tôi cũng xin báo cáo rõ ràng với các vị. Lý Khang Lộ nói rồi lấy một phần bản vẽ ra, đám người Đào Chính Đào làm nhiệm vụ thư ký hội nghị đã nhanh chóng đến lấy treo trong phòng. Vương Tử Quân đã từng xem qua bản vẽ trước đó của Lý Khang Lộ, nhưng lúc này nhìn qua lại thấy nó thay đổi rất nhiều. Lúc này bản vẽ không những kỹ càng hơn, còn hoàn mỹ hơn, bên trên vẽ một căn nhà hơn 20 tầng mọc lên từ mặt đất, những chiếc xe và kiến trúc bốn phía càng thêm rõ ràng. Các vị, đây chính là phương án mà phòng xây dựng đưa ra để cải tạo khu dân cư bằng hộ. Khu dân cư này nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Đông Bộ, nếu chúng ta xây dựng một khách sạn 5 sao ở chỗ này, không những phù hợp với quy hoạch lâu dài của thành phố Đông Bộ, còn có thể làm cho thành phố chúng ta thêm nổi tiếng, thu hút và thúc đẩy phát triển kinh tế. Lý Khang Lộ An nói rất tốt, chỉ trong thời gian ngắn mà hắn đã liệt kê ra rất nhiều lợi ích khi xây dựng khách sạn 5 sao, những lợi ích này thật sự làm cho người ta động tâm. Các vị, Chủ tịch Nhâm, hai ngày trước tôi đã đưa kế hoạch xây dựng khách sạn 5 sao này đến giới thiệu với Tổng Giám Đốc Đỗ của Tập đoàn Cảnh Lam và vài vị thương nhân nổi tiếng bọn họ thật sự rất động tâm với hạng mục này của chúng tôi. Trong đó Tổng Giám Đốc Đỗ của Tập đoàn Cảnh Lam đã có quyết tâm rất cao với hạng mục này, nói Tập đoàn Cảnh Lam của bọn họ nhất định sẽ dồn sức tham dự. Đám Phó Chủ tịch đều đã từng nghe nhiều lời nghị luận về phương án cải tổ khu dân cư bằng hộ, lúc này nghe thấy Lý Khang Lộ lên tiếng thì lại tiếp tục nghị luận. Lý Khang Lộ thật sự rất đắc ý với những lời phản ánh của đồng liêu, hắn vừa nói vừa khẽ đặt cây bút trong tay xuống bàn, sau đó nhìn về phía Vương Tử Quân bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Chủ tịch Vương, anh cũng nói ra phương án của mình đi. Nhâm Sương Bình mỉm cười gật đầu với Lý Khang Lộ, sau đó hắn trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Thưa Chủ tịch Nhâm, thưa các vị, xây dựng một khách sạn 5 sao thật sự là lựa chọn rất tốt để thúc đẩy thành phố đông bộ chúng ta phát triển nhanh mạnh hơn. Nhưng chúng ta không thể không suy xét đến nhiều vấn đề, một khi xây dựng khách sạn thì phải sắp xếp di rời giải tỏa dân chúng. Có hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng, nếu như chúng ta không làm tốt công tác sắp xếp di rời giải tỏa, lần này chính quyền chúng ta đã cho ra một hạng mục đâm vào xương sống của nhân dân. Phương Tử Quân đặt cây bút trong tay xuống rồi nói tiếp: tôi cho rằng ở phương diện cải tạo khu dân cư bằng hộ, chúng ta không nên chỉ chú trọng vào phát triển kinh tế, còn phải quan tâm đến lợi ích của nhân dân bị ảnh hưởng, càng phải quan tâm đến lợi ích của những hộ dân phải giải tỏa. Chúng ta phải đền bù tổn thất cho thật tốt, quan trọng là phải có phương án sắp xếp chỗ ở mới cho bọn họ. Tôi đã khảo sát khu dân cư bằng hộ. Nếu như chúng ta có thể mở một trung tâm thương mại dành cho người đi bộ ở chỗ này, chúng ta không những giải quyết được vấn đề cải tạo khu dân cư, cũng không thể làm cho các hộ dân rơi vào tình huống không có nhà để ở. Rõ ràng có thể đổi nhà cũng lấy nhà mới. Tôi tin nhân dân sẽ rất đồng tình với phương án này. Phương Tử Quân dù không cho ra quy hoạch gì cụ thể, thế nhưng hắn lại nói rõ những lợi ích khi xây dựng trung tâm thương mại và vài con đường dành cho người đi bộ. Nhâm Sương Bình dùng bút vẽ lung tung lên mặt giấy, tuy hắn thật sự vẫn quyết định giúp đỡ phương án của Lý Khang Lộ, thế nhưng hắn cũng biết rõ phương án của Vương Tử Quân là không tệ. Nó chẳng những có thể giải quyết được nan đề giải tỏa di rời nhân dân, càng tiết kiệm tài chính cho chính quyền. Nhưng càng là như vậy thì càng phải cho vị phó chủ tịch thường vụ này một bài học, cho đối phương biết ai mới là người làm chủ trong khối chính quyền thành phố đông bộ này. Các vị, vừa rồi Chủ tịch Lý và Chủ tịch Vương đã nói rõ các phương án cải tạo khu dân cư bằng hộ của mình. Bây giờ, mong mọi người căn cứ vào thái độ phụ trách với nhân dân, xuất phát từ góc độ phát triển liên tục của thành phố Đông Bộ để tiến hành lựa chọn. Nhâm Sương Bình tuy nói không quá lớn nhưng lại có vẻ rất có lực lượng, lúc này hắn nói xong thì nhìn về phía Trúc Vu Bình. Đồng chí Chủ tịch Trúc, anh nói trước đi. Trúc Vu Bình thấy Nhâm Sương Bình điểm danh chính mình thì cười nói phương án của hai vị phó chủ tịch đều rất tốt, tôi cảm thấy dù là ai cũng thật sự ra sức xúc tiến sự phát triển của thành phố Đông Bộ. Nhưng tiếc là chỉ có một khu đất, chỉ có thể cho ra một lựa chọn, thật sự cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Nhưng trước mắt sự việc đã đến nước này, chúng ta cần phải cho ra một lựa chọn giữa hai phương án. Theo tôi thấy thì phương án của Chủ tịch Vương rất có thể thực hiện, nhưng nếu nhìn về hướng phát triển lâu dài của thành phố Đông Bộ thì lại có chút trở ngại, phương án của các đồng chí phòng xây dựng cung cấp cho Chủ tịch Lý tuy có khó khăn rất lớn thế nhưng lại xây dựng một công trình làm tiêu chí cho cả thành phố, cho dù có khó khăn thì cũng đáng làm. Trúc Phu Bình là phó chủ tịch thành phố tiến vào thường ủy thị ủy, dù trên danh nghĩa chỉ kém hơn một chút so với cán bộ đứng hàng thứ hai ở khối chính quyền thành phố như Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại là một người thâm căn cố đế ở Đông Bộ, vì vậy những lúc lên tiếng thậm chí còn có độ nặng hơn cả Vương Tử Quân lúc này trúc Phu bình lên tiếng như vậy rõ ràng là giúp đỡ lớn cho lý khang lộ mà lý khang lộ nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt, nhạt của trúc Phu bình trên mặt không khỏi có chút đắc ý phương tử quân cũng lặng lặng lắng nghe ý kiến của trúc Phu bình gương mặt hắn không chút biến đổi hắn đã sớm phỏng đoán được tình huống này nhưng dù là thắng hay bại thì hắn cũng phải phát ra âm thanh của mình trong hội nghị ban ngành khối chính quyền thành phố chủ tịch trúc nói rất đúng tôi đồng ý với ý kiến của chủ tịch trúc Trình Hiểu bình ngồi bên cạnh Trúc Vô Bình cũng không chờ Nhâm Sương Bình điểm danh, nàng trực tiếp mở miệng. "Tuy xây dựng khách sạn 5 sao sẽ có hơi tốn tài chính, thế nhưng nó lại là một công trình hình tượng cho thành phố Đông Bộ, lại phù hợp với hoàn cảnh xây dựng. Chỉ cần chúng ta có thể làm tốt công tác xây dựng, như vậy sẽ đưa đến cho thành phố một nguồn suối phát triển mới, cũng sẽ làm tăng tiến địa vị của thành phố Đông Bộ trong tỉnh và thậm chí là cả nước." Tôi cảm thấy có đôi khi lãnh đạo chúng ta không nên vì chút lợi ích trước mắt cần phải ném ánh mắt chiến lược ra xa một chút. Chỉ khi nào có ánh mắt nhìn thấy phương hướng phát triển lâu dài, như vậy mới có thể lèo lái thật tốt con thuyền đông bộ phát triển mạnh mẽ được. Nếu so sánh với Trúc Vũ Bình thì lời nói của Trình Hiểu Bình thật sự rất có tính châm trích. Tuy nàng không chỉ mặt gọi tên nhưng ý nghĩa lời nói đã quá rõ ràng, dù là ai nơi đây cũng hiểu rõ vấn đề. Nàng nói phương án quy hoạch của vương tử quân căn bản không có ánh mắt chiến lược lâu dài, không có lợi cho quá trình kiến thiết và phát triển của thành phố đông bộ vương tử quân là phó chủ tịch thường vụ trình hiểu bình dám nói những lời như vậy ngay trước mặt lãnh đạo dám nói ra những lời thật sự phê bình như vậy xem ra căn bản không chút nể mặt vương tử quân khi trình hiểu bình nói xong thì rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía vương tử quân nhâm sương bình cũng nhìn về phía vương tử quân trong ánh mắt có mang theo chút quan tâm nhưng trong lòng lại cực kỳ vui sướng Đối với hắn thì hai thủ hạ kia tỏ thái độ rất hoàn mỹ, đặc biệt là Trình Hiểu Bình, càng nói rõ nghi vấn với quy hoạch của Vương Tử Quân, rõ ràng là không đủ ánh mắt chiến lược, không nể mặt Vương Tử Quân. Dù Trình Hiểu Bình nói như vậy thì sau này cũng không có nhiều vấn đề, vì ít ra nàng là cán bộ lãnh đạo nữ, cũng xem như cho Vương Tử Quân một bài học. Để tên khốn kia vừa thò đuôi ra phải cụp đuôi vào bụng. Nhâm Sương Bình thật sự rất đắc ý, Lúc này trong lòng thậm chí còn sinh ra ý nghĩ không biết có nên kéo vị trở thủ kia một chút hay không. Dù sao đối phương cũng là phó chủ tịch thường vụ, mình vươn tay kéo một chút cũng đúng. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện thì hắn đã nhanh chóng áp chế, dù sao thì Vương Tử Quân nhận lấy đả kích cũng có lợi cho sự phát triển của hắn về sau này. Tôi cảm thấy ý kiến của chủ tịch Trình thật sự là chưa quá toàn diện. Tôi cảm thấy quy hoạch của chủ tịch Vương là rất tốt, rất phù hợp thực tế. Chủ tịch Trình nói về vấn đề lâu dài, tôi thừa nhận sau này các thành phố sẽ xây khách sạn 5 sao, nhưng đó là phải hơn 10 năm sau, khi mà kinh tế thật sự phát đạt. Bây giờ chúng ta muốn làm không phải là nhìn xa, rõ ràng là lấy lợi ích của quần chúng để làm ra cống hiến cho chính quyền thành phố. Nhâm Sương Bình đang thầm suy xét vấn đề và bị lời nói này làm cho tỉnh táo trở lại, hắn nhìn Trương Thông mở miệng phát biểu mà không khỏi nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ tên kia sao lại nói giúp cho Vương Tử Quân nhưng trương thông bây giờ có thể nói cũng là một vị phó chủ tịch bị cho ra rìa đối phương giúp đỡ cho vương tử quân cũng không phải là vấn đề trong tính toán của nhâm sương bình thì trương thông tỏ thái độ xong thì chỉ có thể nhận được sự giúp đỡ của lưu nham phú dù sao thì hai người này cũng có quan hệ tốt với nhau nhưng trương thông lên tiếng đối chọi gay gắt với trình hiểu bình lại làm cho hắn cảm thấy bất ngờ nhâm sương bình không quan tâm nhưng điều này không thể đại biểu cho trình hiểu bình cũng sẽ bỏ qua Nàng nghe thấy trương thông lên tiếng nghĩa mai chính mình không chút lưu tình, thế là vẻ mặt trầm hẳn xuống. Một người phụ nữ có thể tiến lên vị trí phó chủ tịch thành phố, tất nhiên nàng không phải là một phụ nữ đơn giản. Trước nay trong các thành viên ban ngành của khối chính quyền thành phố Đông Bộ, nàng luôn nắm chắc một phương án cực kỳ đúng đắn, đó chính là theo sát lãnh đạo đứng đầu. Bây giờ Nhâm Sương Bình có thiên hướng về phía Lý Khang Lộ, với trí tuệ chính trị của nàng đã biết rõ lúc này ai mạnh ai yếu. Lý Khang Lộ và Nhâm Sương Bình lại căn bản không có xung đột, tất nhiên nàng sẽ đứng sau lưng Nhâm Sương Bình, còn một vị phó chủ tịch thường vụ mới đến như Vương Tử Quân căn bản không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Dù vị phó chủ tịch thường vụ kia thật sự có chút thủ đoạn thế nhưng Trình Hiểu Bình lại căn bản không quan tâm, có thủ đoạn thì thế nào, không phải sẽ bị Nhâm Sương Bình ép cho chết ngạt sao. Trình Hiểu Bình đã công tác nhiều năm ở khối chính quyền thành phố Đông Bộ, nàng hiểu rõ thủ đoạn của Nhâm Sương Bình. Đứng về phía của người thắng thì tất nhiên sẽ không nên nương tay cho kẻ thất bại, vì vậy sau khi tán thành ý kiến của Lý Khang Lộ thì Trình Hiểu Bình cũng tiến hành phê bình ý kiến của Vương Tử Quân mà căn bản không thèm nể mặt. Khi Trình Hiểu Bình nhìn thấy ánh mắt thân mật của Lý Khang Lộ nhìn về phía mình, nàng chợt sinh ra cảm giác mình đã làm đúng. Nhưng khi nàng còn chưa kịp đắc ý thì Trương Thông đã lên tiếng, hơn nữa lời nói còn chĩa thẳng vào mặt nàng. Trước kia Trương Thông mỗi lần đầu vui vẻ đón chào nàng, không ngờ bây giờ lại tát thẳng vào mặt nàng như vậy. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của chủ tịch Phương, có lẽ mọi người đều biết bố mẹ vợ tôi ở khu dân cư bằng hộ, tuy tôi ít đến nơi đấy nhưng cũng hiểu cuộc sống của mọi người đang ở vào hoàn cảnh nào. Với cách thức đền bù của chúng ta, chỉ sợ quần chúng ở khu vực này muốn đi tìm mua một căn nhà để ở cũng cực kỳ khó khăn, chưa nói đến các vấn đề liên quan khác. Tuy phát triển kinh tế là quan trọng, thế nhưng càng không nên tổn hại lợi ích của quần chúng thành phố chúng ta sẽ xây dựng khách sạn 5 sao, thế nhưng tôi cho rằng chúng ta cần phải quan tâm nhất đến vấn đề giải tỏa di rời và cuộc sống của quần chúng sau này. Tôn Quốc lĩnh dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua Nhâm Sương Bình, sau đó lại nói tiếp. Chủ tịch Nhâm, tôi tuy cảm thấy hai phương án thật sự không tệ, thế nhưng tôi càng cảm thấy phương án của Chủ tịch Vương là phù hợp với thực tế hơn cả. Một khách sạn 5 sao tuy có danh tiếng rất lớn nhưng xây dựng một trung tâm thương mại dành cho người đi bộ cũng là một lựa chọn tốt. Nếu như nói Trương Thông tỏ thái độ đồng ý với Vương Tử Quân chỉ là bất ngờ ngoài ý muốn, bây giờ lời nói của Tôn Quốc Lĩnh thật sự giống như một quả bom nổ tung trong lòng nhâm xương bình. Tôn Quốc Lĩnh là một vị phó chủ tịch có tư cách không thấp trong khối chính quyền thành phố Đông Bộ, người này một khi đã lên tiếng là sẽ có độ nắng rất lớn. Nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng chính là Vương Tử Quân có được sự giúp đỡ của Tôn Quốc Lĩnh, số phiếu của Vương Tử Quân đã là con số 4 tuy Lưu Nham Phú còn chưa mở miệng nhưng căn bản là không cần, Nhâm Sương Bình biết Lưu Nham Phú sẽ nói gì. Hội nghị văn phòng khối chính quyền thành phố có 9 người, bây giờ Vương Tử Quân đã lấy được 4 phiếu, rõ ràng đã có thể khiêu chiến quyền uy của một vị chủ tịch như hắn. Nhưng càng là như vậy thì Nhâm Sương Bình càng phải đè chết Vương Tử Quân. Trong đầu chợt bùng lên ý nghĩ như vậy, hắn càng cảm thấy mình không thể nuông chiều, dù là 5 phiếu với 4 phiếu thì hắn cũng phải cho đối phương biết mình mới là lãnh đạo khối chính quyền thành phố. Vương tử quân lẳng lặng ngồi đó, Trương Thông và Tôn Quốc lĩnh mở miệng đều nằm trong dự đoán của hắn. Trương Thông có thể liên hệ với Đinh Xuyên Trụ, điều này nói rõ hắn sẽ không tán thành phương án xây khách sạn 5 sao của Lý Khang Lộ. Bố vợ của Tôn Quốc lĩnh ở trong khu dân cư bằng hộ, chắc chắn khi xây dựng khách sạn thì bọn họ cũng sẽ phải di rời theo hàng xóm mà thôi. Bốn phiếu sao, Vương Tử Quân khẽ cười cười với Lưu Nham Phú đang gật đầu với mình. Gần đây Lưu Nham Phú ít khi mở miệng trong các hội nghị văn phòng khối chính quyền thành phố, vì Vương Tử Quân chưa đến vị trí phù hợp thì hắn có mở miệng cũng vô dụng, thế nên cứ mãi không lên tiếng. Hôm nay khi thấy chủ tịch nhâm cho ra biểu quyết thì hắn thật sự rất lo lắng cho Vương Tử Quân. Dù sao thì Lý Khang Lộ cũng cùng đi với Nhâm Sương Bình vào trong phòng họp, hành động đó đã nói rõ vấn đề. Đặc biệt là Phó chủ tịch tiến vào Thường ủy thị ủy là Trúc Phu Bình và Phó chủ tịch Trình Hiểu Bình đã lên tiếng ủng hộ, càng làm cho Lưu Nham Phú cảm nhận được hương vị bên trong. Thông qua biểu quyết lần này để đả kích chút uy tín của Vương Tử Quân, có lẽ đây là mục đích chủ yếu của Nhâm Sương Bình. Lưu Nham Phú đang tự định giá nên giúp đỡ cho Vương Tử Quân như thế nào, hắn chợt cảm thấy mình thật sự vô lực, không có biện pháp nào cả. Nếu hắn lên tiếng, chỉ là sức của một người thì căn bản không chút tác dụng với Vương Tử Quân. Nhưng dù là như vậy thì Lưu Nham Phú cũng quyết định sẽ lên tiếng trợ lực cho Vương Tử Quân. Điều làm cho Lưu Nham Phú thật sự không ngờ chính là tên phó chủ tịch Trương Thông gần đây mình rất chán ghét lại quay sang nổ pháo với Trình Hiểu Bình. Biến hóa đột nhiên như vậy làm cho Lưu Nham Phú cảm thấy khó thể ngờ, nhưng ngay sau đó đã biến thành mừng rỡ. Trương Thông dùng ngôn ngữ rất sắc bén, lại có tính công kích rất mạnh, thật sự khác biệt rất lớn so với bộ dạng cười ha hả và cực kỳ hiền lành của chủ tịch Trương vào ngày thường nếu so với tình huống trương thông lên tiếng thì tôn quốc lĩnh phát biểu lại càng làm cho lưu nham phú ăn thuốc an thần. Có trương thông và tôn quốc lĩnh thì lần này chủ tịch vương sẽ có bốn phiếu, bây giờ vương tử quân nhận được bốn phiếu giúp đỡ trong hội nghị văn phòng khối chính quyền thành phố, điều này nói rõ vấn đề gì. Nó là một thắng lợi không nhỏ của vương tử quân, đặc biệt là chàng quyết đấu này còn có sự tham gia của chủ tịch thành phố Nhâm xương Bình. chương 453, tôi muốn anh thay đổi lề lối, hợp lâu cần phải phân, phân lâu cần phải hợp cán Lưu Nham Phú đợi Tôn Quốc Lĩnh nói xong thì hắng giọng một cái, chuẩn bị nói ra ý kiến của mình, bày ra tư thái giúp đỡ Vương Tử Quân. Nhưng khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì Lữ hà Cường nãy giờ không nói gì đã mở miệng. Chủ tịch Nhâm, các vị, đồng chí Quốc Lĩnh nói rất đúng, chúng ta chú trọng phát triển kinh tế cũng phải coi trọng phương diện nhân sinh. Thật ra xây dựng trung tâm thương mại dành cho người đi bộ cũng không tồi, không những giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân, lại có thể giải quyết vấn đề di rời giải tỏa và hoàng loạt vấn đề khác, tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Vương. Lữ Hạ Cường nói rất ít nhưng vài lời ngắn gọn lại như một đấm thật mạnh vào trong lòng đám người ở phía bên kia. Tuy bây giờ chỉ là 3 phiếu so với 2, thế nhưng chỉ cần như vậy đã đủ quyết định thắng bại rồi. 2 so với 3, dù sao thì số người chưa mở miệng chỉ còn Vương Tử Quân, Lưu Nham Phú, Nhâm Sương Bình và Lý Khang Lộ. Nhâm Sương Bình chợt đau lòng phát hiện dù mình có ném ra một phiếu cũng là kết quả Vương Tử Quân thắng. Vương Tử Quân không có khả năng tự phản đối ý kiến của mình, còn Lưu Nham Phú thì đi theo Vương Tử Quân, sẽ không bỏ phiếu cho bên mình. Nếu đầu phiếu là 4 và 5, như vậy một vị chủ tịch như mình sẽ hoàn toàn thất bại, sẽ là một đả kích rất lớn. Nhâm Sương Bình nghĩ đến những tình huống có thể xuất hiện, thế là vẻ mặt không khỏi biến đổi. Dù thế nào thì hắn cũng không thể nào thất bại trong biểu quyết đặc biệt là thua một vị phó chủ tịch thường vụ, vì nó còn làm hắn khó chịu hơn cả sự kiện phương án xây dựng khách sạn 5 sao không được thông qua. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của chủ tịch Phương. Nhâm Sương Bình nhìn thấy Lưu Nham Phú định mở miệng, hắn chợt mở miệng lên tiếng cướp lời Lưu Nham Phú. Tuy xây dựng trung tâm thương mại và vài con đường dành cho người đi bộ sẽ có quy mô không bằng một khách sạn 5 sao, thế nhưng lại có thể kết hợp với tình hình thực tế, lại càng giải quyết vấn đề của quần chúng, là một hành động cực tốt để thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố Đông Bộ. Trước khi Nhâm Sương Bình mở miệng thì Lý Khang Lộ còn cho rằng Chủ tịch sẽ có phương án giải quyết, nhưng khi Nhâm Sương Bình mở miệng thì hắn chợt nhận ra đại cục đã định, không còn gì có thể cản được thắng lợi của Vương Tử Quân vào lúc này. Đại cục đã định, tất cả quá xác thực, đây là đại cục đã định, Lý Khang Lộ thật sự không thể tin vào kết quả này. Hắn dù thế nào cũng không thể tin mình và Nhâm Sương Bình liên thủ với nhau lại bại trong tay Vương Tử Quân bốn phía yên tĩnh giống như trong phòng không có người nào lúc này âm thanh của máy điều hòa vang lên thật sự rất chói tai giống như bánh xe lửa đang nghiến vào đường dây lý khang lộ thật sự bực bội hắn xoa bóp lồng ngực của mình giống như bên trong có một con mãnh thú gì đó đang gầm rú vẻ mặt hắn tái nhợt cơ thể còng xuống vẻ mặt chán nản tột độ giống như tất cả sức lực đã tan biến sạch sẽ chỉ còn lại một cái đầu lâu lắc lư qua lại mà thôi Lý Khang lộ chợt đau lòng phát hiện ra trước đó hắn có xu thế vượt qua Trúc Phu Bình ở khối chính quyền thành phố, bây giờ địa vị của hắn chậm rãi hạ xuống. Tuy nói bây giờ còn chưa rơi xuống cuối cùng nhưng dù nhìn thế nào thì cũng thấy rõ hắn căn bản không bằng Trúc Phu Bình. Lời nói của Nhâm Sương Bình đã xem như khoanh lên sự việc lần này một dấu tròn, điều này làm cho Lý Khang lộ cực kỳ thất vọng. Hắn thầm mắng Nhâm Sương Bình bội bạc, đồng thời lại cực kỳ cảm thấy ngột ngạt. Nhâm Sương Bình có thể lật lọng tuyên bố phương án của Vương Tử Quân là phù hợp, nhưng Lý Khang Lộ thì không thể. Hắn là kẻ thúc đẩy phương án xây dựng khách sạn 5 sao, sao có thể chối bỏ phương án của mình? Đây không phải là tự tát lên mặt mình sao? Sự việc vẫn còn chưa kết thúc, hội nghị văn phòng khối chính quyền sẽ ra quyết định thế nào, Vương Tử Quân thắng trận này thì sao? Chỉ cần bí thư tiết đồng ý với phương án xây dựng khách sạn 5 sao, chỉ cần hội nghị thường ủy thông qua phương án xây dựng khách sạn 5 sao thì phương án xây dựng trung tâm thương mại của Vương Tử Quân căn bản sẽ phải vứt đi. Lý Khang lộ nghĩ như vậy thì bắt đầu tỉnh táo trở lại, hắn ngẩng đầu nhìn Nhâm Sương Bình đang hùng hồn lên tiếng giúp đỡ cho Vương Tử Quân, thế là khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lưu Nham Phú đã nghĩ ra nhiều lời để lên tiếng phát biểu thế nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt xuống bụng, không có cơ hội lên tiếng. Nhâm Sương Bình đã tán thành, như vậy đã xem như xong hắn có lên tiếng cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Nhâm Sương Bình lên tiếng tan họp, hội nghị văn phòng khối chính quyền thành phố đã xem như kết thúc, từng nhân viên rời khỏi phòng đều mang theo nụ cười giống như hội nghị rất thành công và cực kỳ đoàn kết. Nhưng có một vài cán bộ công tác lâu năm lại phát hiện có một vài vị lãnh đạo nở nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, giống như cũng không có ý nặn ra nụ cười như vậy. Chủ tịch tử quân, khu thương mại đã được hội nghị khối chính quyền thành phố thông qua, anh nên nhanh chóng hoàn thiện, đến khi bí thư tiết tổ chức hội nghị thường ủy thì chúng ta sẽ cho ra thảo luận. Anh nên xếp đặt cho hiệu quả, cần phải thêm trực quan và hoàn thiện, như vậy sẽ làm cho các vị thường ủy dễ dàng hiểu rõ và tán thành. Nhâm Sương Bình thật sự giống như chưa từng có điều gì phát sinh, hắn vừa tiến lên phía trước vừa khẽ lên tiếng dặn dò Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đối mặt với những lời quan tâm dặn dò của Nhâm Sương Bình cũng cười nói. Chủ tịch Nhâm, anh cứ yên tâm, công tác này không phải chỉ có nhiệt tình là đủ, cần phải có trình độ chuyên nghiệp. Tôi sẽ sắp xếp phương án này cho ban thiết kế quy hoạch, tôi tin với trình độ chuyên nghiệp của bọn họ thì nhất định sẽ cho ra một kế hoạch hoàn thiện hơn. Chủ tịch và phó chủ tịch thường vụ đi phía trước, các vị phó chủ tịch đi theo phía sau, tình cảnh lúc này đã biểu hiện một sự thật, lúc này lực tác động và lực hương tâm của các vị lãnh đạo ban ngành khối chính quyền thành phố là cực mạnh. Chỉ là trong lòng đám người đều có đầy đủ hương vị, vẻ mặt cũng biểu hiện rất đặc sắc. Nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong lại có nhiều vấn đề. Lúc này người có tâm tình không tốt nhất trong các thành viên ban ngành khối chính quyền thành phố chính là phó chủ tịch Trình Hiểu Bình, nàng dù thế nào cũng không ngờ sự việc lại cho ra kết quả như vậy. Vừa rồi nàng lên tiếng thật sự giống như rất nổi bật, thế nhưng lại sinh ra kết quả chư bát giới soi xương, thật sự là thua thảm hại. Đúng, Trình Hiểu Bình đã thua không còn mảnh giáp, nàng lên tiếng không những đắc tội với Vương Tử Quân, còn biến chính mình thành một tiểu nhân thất trí nếu biết rõ vương tử quân là kẻ khó dây vào như vậy, nàng cần gì phải dương lá cờ bày tỏ thái độ một cách nhanh chóng như vậy. Nếu so với một trình hiểu bình đang cực kỳ hối hận thì Trúc Phu Bình lại tỏ ra rất bình thản, thỉnh thoảng lại nói vài câu vui đùa với tôn quốc lĩnh ở sau lưng. Thỉnh thoảng hắn còn nói vài hai ba câu với nhâm sương bình và vương tử quân ở phía trước, giống như tất cả những gì giữa mình và vương tử quân là chưa từng phát sinh. Vương tử quân cũng thật sự rất tán thưởng thái độ không đau không khổ của Trúc Phu Bình là một nhân vật chính trị thì phải có tâm tính thắng không kiêu, bại không nản, ung dung chấn định, chỉ như vậy thì sau này mới có thể tiến xa bay cao trên con đường làm quan. Hội nghị văn phòng khối chính quyền thành phố đã kết thúc trong vui vẻ, nhưng lúc này những mạch nước ngầm đã bắt đầu chảy cuồn cuộn làm cho đám người trong khu văn phòng khối chính quyền thành phố thật sự thổn thức. Bọn họ dù thế nào cũng không ngờ một sự kiện vốn đã là ván đóng thuyền lại sinh ra bước ngoặt lớn như vậy. Khi đám người trong văn phòng đang thảo luận về kết quả của hội nghị, nhóm tâm phúc của Vương Tử Quân là Lý Cẩm Hồ và Triệu Quốc Lương lại đang vỗ tay ăn mừng, thật sự rất vui sướng. Lý Cẩm Hồ và Triệu Quốc Lương cũng không dám nghĩ rằng lãnh đạo của mình sẽ thắng ở hội nghị lần này, dù sao thì đối mặt với Vương Tử Quân chính là Chủ tịch Nhâm Sương Bình và một phó chủ tịch cực kỳ có danh tiếng và thực lực là Lý Khang Lộ. Với cấp bậc của Lý Cẩm Hồ và Triệu Quốc Lương thì căn bản không có tư cách sự thính hội nghị văn phòng khối chính quyền thành phố, vì thế lúc cuộc họp đang diễn ra thì bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi bọn họ cảm thấy lòng mình như bị mèo cao, vì hai người bọn họ không phải đang chờ đợi kết quả, giống như đang trông ngóng chủ tịch Vương Tử Quân không nên thua quá thảm ở ván bài này. Nhưng khi tin tức truyền đến lại làm cho Lý Cẩm Hồ và Triệu Quốc Lương trợn mắt há mồm, chủ tịch Vương đã thắng trong hội nghị lần này, hơn nữa còn làm cho Nhâm Sương Bình có ý giúp đỡ Lý Khang Lộ phải thay đổi lề lối. Lãnh đạo của chúng ta đã thắng. Khi Lý Cẩm Hồ nhận được điện thoại thì thật sự rất hưng phấn, hắn nói như vậy với Triệu Quốc Lương lúc này hắn không còn bộ dạng nghiêm túc của một vị phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố, giọng nói rất lớn, rất vang dội. Tin tức phương án xây dựng khu thương mại dành cho người đi bộ ở khu dân cư bằng hộ đã được hội nghị khối chính quyền thành phố thông qua nhanh chóng chuyển đi khắp nơi giống như hoa bổ công anh bay trong gió. Rất nhiều người đang chờ đợi tin tức, bọn họ nghe được kết quả thì có người gật đầu có kẻ thất vọng, cũng có kẻ cảm thấy cực kỳ nghi vấn. Đỗ Gia Hào thật sự không tin, hắn nhìn ly thủy tinh bị mình ném vỡ nát, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Anh nói gì? Phương án xây dựng khách sạn năm sao bị hội nghị thành viên ban ngành khối chính quyền phủ quyết sao? Tên trợ lý đứng cạnh Đỗ Gia Hào cảm thấy cơ thể run rẩy dữ dội. Đây là câu hỏi thứ hai của tổng giám đốc Đỗ với vấn đề này. Hắn thật sự hoài nghi giám đốc Đỗ đã tức giận mà sinh ra hồ đồ. Bình thường cũng không đến mức như vậy. Giám đốc Đỗ, thư ký trưởng Tề đã nói như vậy. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tiauyinfull. vn. com. Viên trợ lý suy tư sau khoảnh khắc rồi dùng giọng cẩn thận nói: Đỗ Gia Hào giữ chặt lấy cổ áo tên trợ lý, hắn gần đây luôn là một người có biểu hiện hào hoa phong nhã, không biết bây giờ lấy đâu ra sức lực mà siết chặt cổ áo làm cho tên trợ lý thiếu chút nữa đã bị nghẹn. Nhưng viên trợ lý thật sự không dám hoàn thủ, hắn là trợ lý cho Đỗ Gia Hào lâu năm, hắn hiểu rõ tính tình của giám đốc Đỗ nếu như lãnh đạo đang nổi nóng mà chính mình lại phản kháng căn bản là tưới dầu vào lửa anh đi ra đi khi tên trợ lý sắp cảm thấy khó thể hít thở thì đỗ gia hào đã chậm rãi thả ra thế nhưng giám đốc đỗ vẫn cảm thấy rất thức giận hắn dùng giọng lạnh lùng phân phó vâng giám đốc đỗ có gì anh cứ việc phân phó tên trợ lý vất vả lắm mới thở được vài hơi hắn dùng giọng nịnh nọt nói với đỗ gia hào đừng nói nhảm cút đi đỗ gia hào giống như một con sư tử nổi giận cũng chẳng còn gì là hào hoa phong nhã hắn phát tay mất hết kiên nhẫn lại hổn hển mắng tên trợ lý tên trợ lý nhìn vẻ mặt của đỗ gia hào hắn đồng ý một tiếng rồi khúm núm lui ra tên trợ lý thật sự rất sợ hãi đồng thời cũng cực kỳ tò mò với nguyên nhân làm cho lãnh đạo của mình gặp phải thất bại người này là trợ lý của đỗ gia hào hắn hiểu rất rõ những tính toán của giám đốc đỗ một kế hoạch kín kẽ như vậy lại thất bại hơn nữa lại bại trong tình huống mà người người đều cho rằng đã nắm chắc phần thắng. Anh, Vương Tử Quân kia là thằng khốn ngăn cản đường phát tài của anh em chúng ta, không bằng nghĩ biện pháp dạy cho nó một bài học. Khi tên trợ lý lui ra ngoài thì Đỗ Gia Sương đang ngồi trong phòng làm việc của Đỗ Gia Hào cũng bắt đầu không thể ngồi yên. Đỗ Gia Sương thật sự căm hận Vương Tử Quân đến tận xương tủy, nếu không phải vì tên khốn Vương Tử Quân, một người như hắn sao lại bị công an giam giữ lâu như vậy? nếu không phải Lý Dược Hổ đã ôm đồm tất cả mọi thứ lên người, chỉ sợ bây giờ hắn còn đang ngồi trồm hổm trong cục công an. Sau khi sự việc xảy ra thì Đỗ Gia Sương đã xem như hiểu rõ những năm nay cái gì gọi là chính nghĩa. Cái gì là tạ ác, còn bà nó, đáp án nói đơn giản thì rất đơn giản nhưng nói phức tạp cũng rất phức tạp, đơn giản giống như bầu trời trong xanh, mây trắng bay, chim chóc bay lượn trên không trung, nhìn qua cực kỳ trống trải thích mắt, còn phức tạp giống như cuồng phong bão tố, mây đen quần vũ, sấm sẽ phủ xuống đầu. Chỉ là đỗ ra xương cảm thấy chút ánh mắt nhìn xa trông rộng của mình chỉ xuất hiện sau khi bị vương tử quân hại cho một vố đau để đời. Sau khi được thả thì trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ trả thù vương tử quân, lúc này hắn càng kéo vương tử quân vào sự việc của anh trai. Cậu muốn dạy bảo vương tử quân, hừ, đỗ ra hào dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn em trai của mình, bàn tay vỗ mạnh lên vai đỗ ra xương một cách không chút khách khí. Vương tử quân là ai chứ, Cậu là hạng người gì? Chỉ bằng cậu mà muốn dạy bảo hắn ta sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn muốn tiếp tục sống ở thành phố đông bộ này thì cậu nên tỉnh tâm lại cho anh, ít nhất cũng đừng nói ra những câu không biết suy nghĩ như vừa rồi nữa. Đỗ ra xương bị đỗ ra hào mắng xối máu chó lên đầu, tuy hắn thật sự không phục nhưng đối mặt với sự cường thế mạnh mẽ cũng không dám nói ra lời dị nghị nào khác. Hắn ủ rũ lui ra phía sau một bước, sau đó ngồi xuống chiếc ghế của mình, cuối cùng mới thì thào hỏi. Anh à, việc xây dựng khách sạn năm sao kia đã được anh mưu đồ không ít năm, chẳng lẽ bây giờ đành bỏ qua sao? Bỏ qua? Sao lại bỏ qua? Đỗ Gia Hào móc ra một điếu thuốc hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới dùng giọng âm trầm nói. Vương Tử Quân có thể thắng ở hội nghị văn phòng khối chính quyền thành phố, có thể ép cho Lý Khang Lộ và Nhâm Sương Bình nghẹt thở không dám lên tiếng, điều này thật sự vượt ra ngoài dự đoán của anh nhưng không phải là hội nghị khối chính quyền thành phố cho ra quyết định là xong tất cả, chúng ta cần phải nắm lấy cơ hội cuối cùng chính là hội nghị thường ủy thị ủy, nó là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Anh, ý của anh là chúng ta tác động lên bí thư tiết sao? Đỗ Gia Sương là người đi theo Đỗ Gia Hào lâu năm, tất nhiên cũng sẽ là mưa dầm thấm sâu, hắn cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ sau nháy mắt đã hiểu tính toán của anh mình. Đúng vậy, chỉ cần bí thư tiết ủng hộ phương án xây dựng khách sạn năm sao, thì dù hội nghị khối chính quyền thành phố có cho ra quyết định cúng hộ phương án của Vương Tử Quân, cũng không phải không thể thay đổi. Chỉ cần chúng ta hạ quyết tâm, nắm thật chặt, nhất định sẽ cho ra hiệu quả tốt nhất. Đỗ Gia Hào vung tay bóp nát đầu thuốc, sau đó lấy ra một điếu thuốc mới, tiếp tục châm lửa rồi dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng, chỉ cần bí thư tiết giúp đỡ chúng ta xây dựng khách sạn năm sao, cho dù Vương Tử Quân có bản lĩnh thông thiên cũng không thể nào làm bùng sóng được, Đỗ Gia Sương rút một điếu thuốc từ trong gói thuốc của Đỗ Gia Hào rồi châm lửa, hắn lại tỏ ra có chút lo lắng. Anh, anh nói xem, Bí Thư Tiết có giúp đỡ chúng ta xây dựng khách sạn năm sao không? Bí Thư Tiết sẽ giúp. Đỗ Gia Hào nhìn thoáng qua cậu em của mình, sau đó lại đưa mắt nhìn ra khoảng không vô tận ngoài cửa kiếng, mắt của hắn có hơi híp lại thế nhưng giọng điệu lại cực kỳ kiên định. Phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến trước nay đều không thiếu người chờ được tiếp kiến, nhưng hôm nay Tiết Diệu Tiến phân phó không gặp mặt ai, đám lãnh đạo đơn vị ban ngành và địa phương đã có hẹn sẵn cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi chờ trong vô vọng mà thôi. Hiểu Đông, có lãnh đạo trong phòng không? Trương Hiểu Đông đang cúi đầu sửa chữa một phần văn kiện trong phòng thư ký, hắn chợt nghe thấy có người lên tiếng. Trương Hiểu Đông không xa lạ gì với giọng điệu này, hắn vội vàng đứng lên nói. Thư ký trưởng, anh xem, tôi sửa văn kiện này quá nhập thần mà không thấy ngài đi đến, thật sự quá hỗ thẹn. Toàn tâm toàn ý làm việc là rất tốt, như vậy thật sự hiếm có. Hiểu đông, hai người chúng ta cũng không nên khách khí với nhau làm gì. Thư ký trưởng văn phòng thị ủy Lý Hạc Dương khẽ khoát tay với Trương Hiểu Đông rồi dùng giọng thân thiết nói. Tuy Lý Hạc Dương nói rất khách khí nhưng Trương Hiểu Đông cũng tự mình hiểu lấy mình, hắn biết mình và thư ký trưởng Lý Hạc Dương có bao nhiêu phần khác biệt. Dù người ta hay gọi Lý Hạc Dương là đại thư ký và Trương Hiểu Đông là tiểu thư ký của bí thư tiết, thế nhưng Trương Hiểu Đông là người trong cuộc và biết rõ sự khác biệt giữa hai người là như thế nào. Chưa nói đến vấn đề chức vụ, nói về cấp bậc thì Trương Hiểu Đông cũng không thể nào sánh với Lý Hạc Dương. Trước mắt mình chỉ là cấp phó cục mà Lý Hạc Dương đã là một vị thường ủy thị ủy cấp phó giám đốc sở. Thư ký trưởng, bí thư tiết vừa rồi còn đang đọc sách, nếu không thì tôi vào báo cáo một tiếng nhé. Trương Hiểu Đông là người khéo đưa đẩy, hắn biết rõ Lý Hạc Dương đến tìm bí thư Tiết cũng là vì có chuyện gấp, thế cho nên khẽ thay đổi chủ đề bằng giọng điệu rất hàm xúc. "Không cần, để tôi tự vào là được." Lý Hạc Dương khoát tay áo khẽ nói. Trương Hiểu Đông nhìn gương mặt trầm trầm của Lý Hạc Dương mà không khỏi thầm nghĩ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lại làm cho Lý Hạc Dương mất bình tĩnh như vậy? Thư ký trưởng Lý là hạng người gì thì Trương Hiểu Đông biết rất rõ bình thường chưa từng thấy thư ký trưởng bày ra biểu hiện như vậy. Tuy hắn thật sự rất nghi ngờ, nhưng hắn là một thư ký chuyên nghiệp, những gì nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì không hỏi, phải hiểu rõ ý nghĩa của câu nói trên cho rõ ràng. Khi Lý Hạc Dương đẩy cửa đi vào phòng làm việc của bí thư tiết diệu tiến thì Trương Hiểu Đông vẫn cảm thấy cực kỳ nghi vấn, hắn đang phỏng đoán xem ai là người đã ra tay hiểm độc làm cho thư ký trưởng Lý Hạc Dương phải mất bình tĩnh như vậy, đúng lúc này chuông điện thoại chợt vang lên. Chào anh, Tôi là Trương Hiểu Đông. Trương Hiểu Đông cầm điện thoại lên theo thói quen, sau đó nói với đầu dây bên kia. Cái gì? Anh nói gì? Trương Hiểu Đông nghe được những âm thanh vang lên từ đầu dây bên kia mà không khỏi cảm thấy khó khống chế được tâm tình, hắn nghe đối phương lặp lại một câu, cuối cùng mới giật mình phát hiện ra mình đã thất thố. Điều này sao có thể? Trương Hiểu Đông thật sự cảm thấy khó thể tin được, nhưng sự thật nói cho hắn biết sự việc không phải là giả, hắn cũng căn bản không cần phải hoài nghi. Trương Hiểu Đông thầm nghĩ, hèn gì thư ký trưởng Lý Hạc Dương lại tỏ ra như vậy, thì ra đã xảy ra chuyện này. Trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy, Trương Hiểu Đông nhanh chóng nhìn về phía phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến. Dù sự việc không có liên quan gì đến Trương Hiểu Đông, thế nhưng hắn vẫn hy vọng có thể đi vào trong phòng làm việc cấp bậc cao nhất thành phố Đông Bộ để nghe xem lãnh đạo của mình có cao kiến gì không. Tiết Diệu Tiến vừa nghe báo cáo của Lý Hạc Dương vừa nghe một khúc kinh kịch phát ra từ máy ghi âm hắn là bí thư thị ủy đông bộ, hắn luôn cảm thấy mình như con quay, lúc nào cũng bận rộn, loay hoay sứt đầu mẻ chán, ngẫu nhiên có chút thời gian rảnh thì chỉ có thể nghe vài bài kinh kịch cổ mà thôi. Anh nói gì, hội nghị khối chính quyền thành phố thông qua phương án cải tạo khu dân cư bằng hộ thành trung tâm thương mại. Tiết Diệu Tiến đang nằm dựa lưng lên ghế sa lông phải ngồi thẳng người lên dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Lý Hạc Dương. Vâng, hội nghị khối chính quyền thành phố đã thông qua, phần lớn các vị phó chủ tịch đều thông qua ý kiến của chủ tịch Vương, thế nên phương án xây dựng trung tâm thương mại cũng đã được thông qua. Lý Hạc Dương nói rất khẽ, hắn là quản gia của Tiết Diệu Tiến, tất nhiên là người được bí thư Tiết tín nhiệm, rất nhiều chuyện căn bản hiểu rõ ràng hơn so với người bình thường. Tiết Diệu Tiến rất chú ý đến phương án cải tạo khu dân cư bằng hộ, điều này Lý Hạc Dương biết rất rõ. Vì thế sau khi hội nghị khối chính quyền thành phố có kết quả thì hắn cũng nhanh chóng đi đến phòng làm việc của bí thư tiết để báo cáo sự việc. Tiết Diệu Tiến đang nhàn nhã tự đắc nghe kinh kịch chợt đứng thẳng người lên, hắn nghiêng đầu nhìn Lý Hạc Dương và nói. Ý của anh là phương án của Vương Tử Quân đã được thông qua. Đúng vậy, Bí Thư Tiết, Hội nghị Khối Chính quyền Thành phố đã thông qua phương án cải tạo khu dân cư bằng hộ của Chủ tịch Vương Tử Quân. Lý Hạc Dương có thể leo đến địa vị ngày hôm nay tất nhiên sẽ hiểu rõ ý nghĩa lời nói của bí thư tiết. Sau khi nghe xong câu trả lời của Lý Hạc Dương thì tiết diệu tiến trầm mặc một lát mà không mở miệng. Nhưng hai mắt của hắn liên tục lấp lánh, chỉ riêng điều này cũng đủ cho thấy bí thư tiết đang suy nghĩ đối sách với sự kiện vừa xảy ra. À, tôi biết rồi. Tiết diệu tiến khẽ gật đầu rồi dùng giọng từ chối cho ý kiến nói. chương 454, luận điệu của tâm phúc chính là trong chóng đo hướng gió, hợp lâu cần phải phân, phân lâu cần phải hợp cắn. Tiết diệu tiến khép miệng, hai mắt cũng nhắm lại giống như đang ngủ. Thư ký trưởng Lý Hạc Dương lại ngồi yên không một tiếng động để chờ đợi. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, tiết diệu tiến thấy đó là một dãy số lạ, hắn cầm lên nghe. Alo, bí thư tiết, tôi là Nhâm Sương Bình, bây giờ anh có rảnh không? Có chuyện tôi cần báo cáo với anh nhâm sương bình ở đầu dây bên kia dùng giọng cực kỳ cẩn thận nói vậy thì anh đến đi tiết diệu tiến nói xong thì trực tiếp cắt điện thoại thư ký trưởng lý vị phó chủ tịch thường vụ của thành phố chúng ta đã làm cho chủ tịch nhâm phải chạy loạn cả lên rồi tiết diệu tiến lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một gói thuốc sau khi ném cho lý hạc dương một điếu thì dùng giọng âm trầm nói lý hạc dương khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của lãnh đạo Vương tử quân quay về phòng làm việc của mình, khi vừa uống được vài hớp nước thì Lưu Nham Phú gõ cửa đi vào. Lưu Nham Phú cười nói. Chủ tịch Vương, lúc này anh rõ ràng là đánh thắng trận lớn, anh không thấy rõ gương mặt của chủ tịch Nhâm khi đồng ý với phương án của anh sao? Thật sự rất ngoạn mục. Trước đó Lưu Nham Phú có chút bất hòa với Nhâm Sương Bình, thế cho nên lúc này hắn nói đến chủ tịch Nhâm Sương Bình thì có chút hả hê, không thèm nể mặt lãnh đạo khối chính quyền thành phố, Vương tử quân cùng ngồi xuống ghế sa lông với Lưu Nham Phú, sau đó hắn khẽ nói. Chủ tịch Lưu, lời này cũng không thể nói lung tung, chủ tịch Nhâm là lãnh đạo đứng đầu khối chính quyền thành phố, suy xét sự việc gì cũng rất thấu đáo hơn chúng ta rất nhiều. Hơn nữa cuối cùng không phải chủ tịch Nhâm đã lên tiếng đồng ý với phương án cải tạo khu dân cư bằng hộ của chúng ta sao? Chủ tịch Nhâm nếu muốn tiếp tục bảo trì uy tín của mình ở trong các thành viên ban ngành khối chính quyền thành phố, như vậy không thể không đồng ý. Dù đa số mọi người đều biết Chủ tịch Nhâm không khống chế được tiết tấu của hội nghị văn phòng Chủ tịch, thế nhưng Chủ tịch Nhâm cũng không bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, không đánh mất uy tín của mình. Vương tử quân thấy Lưu Nham Phú nói như vậy thì biết rõ dù có khuyên nữa cũng sẽ bị nói là làm kiêu. Người muốn ẩn giật cũng không phải dễ, nếu anh không làm tốt công tác hòa mình vào mọi người, sợ rằng sẽ rơi vào tình huống lên cao cô đơn lạnh lẽo. Nếu nói một cách dễ hiểu thì bây giờ người ta đến tìm anh nói về vài vấn đề, anh là người nghe nếu cứ không thèm quan tâm, dần già sẽ mất duyên, điều này tuyệt đối là quý kỵ trong quan trường. Vương Tử Quân là một người có kinh nghiệm trà trộn quan trường, tất nhiên hắn sẽ hiểu. Dù hắn thật sự không muốn phụ họa theo những lời của Lưu Nham Phú, cũng thật sự không muốn khuyên, chỉ khẽ cười mà thôi. Lưu Nham Phú lại cùng nói chuyện phiếm thêm vài câu với Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng có chút lo lắng nói. Chủ tịch Vương, tuy chúng ta đã thắng ở hội nghị văn phòng chủ tịch, thế nhưng tôi cảm thấy Lý Khang Lộ sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Sau đó chúng ta còn phải thông qua phương án ở hội nghị thường ủy, chỉ sợ đến lúc đó lại sinh ra thiêu thân. Lưu Nham Phú đã càng ngày càng dựa vào Vương Tử Quân, lúc lờ đãng luôn nói ra chữ, chúng ta, bia đâu hắn đang dùng thái độ này để biểu hiện chính mình đang đứng cùng chiến tuyến với Vương Tử Quân. Mà Vương Tử Quân cũng tỏ vẻ hoan nghênh thái độ của của Lưu Nham Phú, dù là ai cũng cần có người đứng bên cạnh gieo hò hỗ trợ trời sắp mưa mà cô gái sắp lấy chồng, những gì nên tới thì sẽ khó tránh khỏi, nếu anh ta muốn chiến đấu thì chúng ta sẽ phụng bồi. Vương tử quân cầm lấy ám trà tinh xảo châm thêm nước cho Lưu Nham Phú, sau đó lên tiếng với nụ cười nhàn nhạt. Lưu Nham Phú nâng ly trà rồi nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương tử quân, hắn giống như tìm được lời an ủi, cảm giác nghi ngờ vừa rồi đã tan biến sạch sẽ. Lúc này hắn ngồi bên cạnh Vương tử quân, chợt cảm thấy phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi này có một lực lượng thần bí. Vừa rồi trong lòng hắn bùng lên rất nhiều suy nghĩ không hay, giống như cỏ dại mọc tràn lan, thế nhưng chủ tịch Vương chỉ cần nói vài câu ngắn ngủi đã giống như nhổ sạch cỏ dại trong lòng hắn. Lưu Nham Phú ngồi nói chuyện với Vương Tử Quân thêm một lúc thì phải nói lời cáo từ. Hắn là phó chủ tịch quản khối tài chính, mỗi ngày đều có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Giống như có giao ước với nhau, Lưu Nham Phú vừa rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, phó chủ tịch Trương Thông đã tiến vào. Chủ tịch Vương hôm nay thật sự quá sung sướng, tôi thấy vẻ mặt Lý Khang Lộ đã biến thành trái cà tím, để cho tiểu tử kia bớt kiêu ngạo và càn rỡ. Trương Thông tùy tiện đi vào cửa, sau đó dùng giọng không chút cố kỵ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không quá tín nhiệm Trương Thông giống như với Lưu Nham Phú, dù không biết Trương Thông và Đinh Xuyên Trụ có quan hệ thế nào nhưng Vương Tử Quân cũng không thể coi Trương Thông là một trong những người thân cận của mình dù hai bên không có thâm giao nhưng vương tử quân lại càng tỏ ra thân mật trong phương diện đối đãi với trương thông trên quan trường chú ý câu thả đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân tiểu nhân tuy không thể giúp anh làm được việc thế nhưng nếu quyết tâm muốn phá anh như vậy thì phiền phức của anh sẽ là rất nhiều dù mưu đồ của đám tiểu nhân thường sẽ không bao giờ thực hiện được thế nhưng nếu bên cạnh anh có một đám rồi bọ bay vo ve chắc chắn anh cũng sinh ra cảm giác không thoải mái nếu trương thông đã cố tình muốn dựa vào vương tử quân tất nhiên sẽ không để cho đối phương sinh ra cảm giác bị đẩy ra xa ngàn dặm, chỉ cần mình giữ một khoảng cách tâm lý là được. Chủ tịch Trương, có sự ủng hộ của anh làm hậu thuẫn, tôi còn sợ gì chứ? Nếu không có anh lên tiếng, chỉ sợ rất khó có được kết quả tốt như vậy. Ha ha ha, Chủ tịch Vương, anh rõ ràng là khích lệ tôi. Tôi là người thích hợp như vậy, phù hợp chạy tới chạy lui, cũng phù hợp làm quân tiên phong, còn người bày mưu nghĩ kế ở phía sau chính là đại soái như anh. Trương Thông rõ ràng cực kỳ vui vẻ vì sự tán thưởng của Vương Tử Quân, nhưng hắn có vui vẻ cũng nhận thấy rõ tình thế, vì vậy nói vài câu thì tâm bốc Vương Tử Quân lên tận trời cao. Vương Tử Quân và Trương Thông khen ngợi lẫn nhau vài câu, sau đó Trương Thông nói. Chủ tịch Vương, sự việc hôm nay thật sự đáng vỗ tay một phen, nếu không chúc mừng thì rõ ràng là không được. Vừa rồi giám đốc đinh gọi điện thoại đến, nói rằng đã làm vài món ngon ở một quán ăn sân vườn vùng ngoại ô, chúng ta cùng nhau đến nếm thử nhé. Trương Thông nói đến thức ăn ngon thì trong mắt lóe lên hào quang, có thể thấy người này rất có chí hướng với rượu ngon thức ăn ngon. Vương Tử Quân đã hạ quyết tâm giữ khoảng cách với Trương Thông, tất nhiên hắn sẽ không muốn giao du với kẻ xấu như Đinh Xuyên Trụ. Hắn khoát tay áo dùng giọng khó xử nói. Chủ tịch Trương, anh giúp tôi cảm ơn ý tốt của giám đốc Đinh, hai ngày này tôi đã có sắp xếp rồi, các anh cứ chơi đùa vui vẻ, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ mời lại giám đốc Đinh. Chủ tịch Vương, giám đốc đinh đã vất vả đến một chuyến mà người ta cũng là thương nhân đầu tư anh cũng đừng lên làm nản lòng của người ta chứ trương thông thấy vương tử quân từ chối quả quyết như vậy thì lập tức sốt sắng hắn hiểu rất rõ lần này mở tiệc là vì vương tử quân nếu vương tử quân không đến thì rất phiền chủ tịch trương tôi thật sự là không thể phân thân được lúc này khối chính quyền thành phố đã thông qua phương án của tôi nhưng sau đó còn có cửa ải hội nghị thường ủy tôi bây giờ còn chưa nắm chắc với hội nghị thường ủy thế cho nên cũng phải tìm cách vận tác một chút. Vương tử quân cười cười khoát tay chặn lời Trương Thông, tỏ ý bảo đối phương không cần nói thêm. Trương Thông nghe nói vương tử quân còn phải liên hệ với các vị thường ủy, thế là biết mình nói gì cũng vô dụng. Dù hắn cảm thấy Đinh Xuyên trụ mạnh hơn các vị thường ủy kia rất nhiều, thế nhưng trong mắt vương tử quân thì Đinh Xuyên trụ căn bản không đủ độ nặng bằng một vị phó chủ tịch thành phố. Lú này Trương Thông lại có thêm vài phần nhận thức về vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi này, người này không ra tay thì thôi đã ra tay thì phải nắm chắc thắng lợi tuy hội nghị văn phòng khối chính quyền đã thông qua thế nhưng trương thông cũng biết nếu bí thư tiết lên tiếng như vậy kết quả của hội nghị khối chính quyền thành phố sẽ bị hội nghị thường ủy triệt tiêu trương thông cảm thấy phương án của vương tử quân có tám phần không được bí thư tiết diệu tiến thông qua lý khang lộ vì sao lại vinh váo như vậy không phải hắn là ái tướng tâm phúc của bí thư tiết sao Người này có thể bày mưu đặt kế cho bí thư tiết ở nhiều sự kiện, từ đó có thể thấy thái độ của Lý Khang Lộ thật sự giống như trong chóng đo chiều gió. Vậy thì được, những ngày tới sẽ không quấy dày Chủ tịch Vương. Nhưng Chủ tịch Vương, hai ngày sau ngài bận rộn xong, ngài nhất định phải cho chúng tôi cơ hội, chúng tôi sẽ để anh nghỉ ngơi thư giãn thoải mái. Trương Thông vốn chuẩn bị nói lời chúc mừng, nhưng hắn chợt nghĩ lại, nếu Vương Tử Quân bị nắm bắt trên hội nghị thường ủy, như vậy mình định hót hôm nay sẽ biến thành vỗ mông ngực xuống đùi ngựa vì thế lúc này hắn áp dụng phương án ổn thỏa coi như không nói lời chúc mừng ngay vương tử quân cười cười nói chủ tịch trương điều này tôi đồng ý với anh cho dù đến ngay đó chủ tịch trương muốn trốn tôi cũng nhất định phải theo sát sẽ bắt anh mời khách hai câu nói vui đùa của vương tử quân thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại trương thông cười lớn rời khỏi phòng làm việc của vương tử quân sau khi tiến chân trương thông vương tử quân cầm điếu thuốc lên hít một hơi thật sâu người khác có thể nhìn rõ vấn đề tất nhiên hắn cũng nhìn rõ ràng lần này cánh cửa hội nghị thường ủy là không dễ dàng bước qua nhưng dù không dễ bước qua thì hắn cũng phải nỗ lực một lần so sánh với tình huống nhâm sương bình khống chế hội nghị khối chính quyền thành phố đông bộ bí thư tiết diệu tiến càng có lực khống chế hội nghị thường ủy mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Điều này hầu như đã thể hiện rõ ở tình huống năm xưa Chủ tịch Đồng Quốc Khánh bị đẩy đi, trước nay hầu như tất cả quyết định của Tiết Diệu Tiến đều được thông qua mà chưa từng có âm thanh phản đối nào. Tiết Diệu Tiến chính là người mở miệng yêu cầu cải tạo khu dân cư bằng hộ nhưng lại không nói sẽ nên làm thế nào. Khốn nổi đôi khi không nói lời nào lại là một cách biểu hiện thái độ, dưới tình huống bí thư tiết không biểu hiện rõ thái độ, rất nhiều thủ hạ đi theo sau lưng sẽ phải căng óc phán đoán thái độ thật sự của lãnh đạo, Lý Khang Lộ là một người có khả năng và cực kỳ đắc lực với bí thư Tiết Diệu Tiến, tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Có một số việc có thể thương lượng nhưng cũng có những thứ không thể lùi bước, không nhường dù chỉ là nửa bước. Vương Tử Quân nhìn bản vẽ thiết kế trung tâm thương mại mà thầm nói lời động viên chính mình. Trong thành phố Đông Bộ bao gồm cả Vương Tử Quân thì có tổng cộng 12 vị thường ủy thị ủy. Nó là một con số chẵn nhưng lại chưa từng xuất hiện tình huống cân bằng, nguyên nhân của nó chính là lực khống chế hùng mạnh của bí thư Tiết Vương tử quân muốn được thông qua phải có ít nhất 6 vị thường ủy thị ủy giúp đỡ, ngoài chính mình thì còn cần 5 người trợ giúp, hắn phải tìm ở đâu ra đây. Vương tử quân trầm ngâm một lát rồi nhìn vào danh sách phân công của các vị thường ủy thị ủy, hắn nhìn danh sách các vị thường ủy, bắt đầu so sánh cái tên với ấn tượng của chính mình về bọn họ. Tiết Diệu Tiến. Vương tử quân nhìn cái tên của bí thư thị ủy, hắn trầm ngâm một lát, sau đó khoanh tròn nó lại ngay sau đó ánh mắt của hắn rơi lên cái tên của chủ tịch Nhâm Sương Bình. Trong một căn biệt thự khu dân cư xa hoa ở đường Tây Giao thành phố Đông Bộ, nơi đây đang tiến hành một bữa tiệc thịt nướng. Tuy quy mô của bữa tiệc là rất nhỏ, thế nhưng nếu nói về phương diện xa hoa thì không khỏi làm cho nhiều người hâm mộ không thôi. Nhâm Sương Bình thoải mái ngồi trên chiếc ghế sa lông trong biệt thự, hắn khẽ đung đưa ly rượu trong tay. Ánh mắt của hắn nhìn giống như không mấy quan tâm, Thực chất lại đang nhìn Lý Khang Lộ và Tiết Nhất Phàm đang nói chuyện thân mật với nhau cách đó không xa. Xem ra rượu không phải là thứ gì tốt, khi uống vào càng nhiều thì cơ thể và gương mặt liên tục bị thiêu đốt, con người lại giống như biến thành gia súc, tất cả tâm sinh lý bùng phát rất tự nhiên. Còn bà nó, dù là một người ổn định cỡ nào thì uống nhiều rượu vào cũng sẽ biến thành một người khác, cũng không biết nhận được sự cổ vũ từ lực lượng siêu nhiên nào, hai mắt rất linh hoạt, tứ chi ngã ngớn lúc này con người ta tập trung tinh thần liếc mắt đưa tình thậm chí hận không thể biến thành một con chó để không còn biết xấu hổ là gì có thể vểnh chân đái thẳng ra đường tiết nhất phàm kia đúng là không biết tự ái thử nhìn mà xem nếu nói về bộ dáng thì có bộ dáng nếu nói có đầu óc thì có đầu óc chỉ cần liếc mắt qua sẽ biết đó là một khối đất vì nhiêu chờ cấy cấy đàn ông kéo đến sẽ phải xua như xua vịt nhưng sự việc sao lại không phát triển như lẽ thường vì sao lại ở cùng một chỗ với lý khang lộ thế kia nếu nói theo hướng khách quan thì Tiết Nhất Phàm là thiên kim của bí thư Tiết, nàng tuyệt đối có tư chất để khoe khoang. Hơn nữa nàng còn là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng mạnh mẽ, sao lại cứ theo sát bên cạnh Lý Khang Lộ. Vì thế có thể thấy trai gái trên thế gian này một khi đã động chân tình thì sẽ giống như đặt lên đầu mình một cái vòng kim cô thần không biết quỷ không hay. Nhâm Sương Bình khẽ lộ ra nụ cười lạnh, bộ dạng của hắn lúc này thật sự làm cho người ta cảm thấy đáng sợ nhưng biểu hiện này của hắn không giữ lại trong thời gian quá dài, chỉ sau nháy mắt hắn lại quay về một vị chủ tịch thành phố với nụ cười hòa ái. Chủ tịch Nhâm, trời lạnh ăn thịt nướng uống chút rượu mạnh là rất tốt. Mời ngài qua đây nếm thử món thịt hươu nướng, hương vị rất tốt, hơn nữa còn có tác dụng đẩy mạnh lưu thông máu. Đỗ Gia Hào cầm một chiếc dĩa nhỏ trong tay, hắn cười tủm tìm đi đến bên cạnh chủ tịch Nhâm Sương Bình, sau đó đặt dĩa thịt vào trong tay chủ tịch Nhâm rồi cười ha hả nói. Nhâm Sương Bình đặt ly rượu trong tay xuống, hắn khẽ dịch chuyển người rồi nói. Giám đốc đỗ, anh thật sự quá khách khí, những chuyện nhỏ nhặt thế này cũng không cần anh phải xử lý, nếu cứ như thế này cũng không hợp quy củ. Chủ tịch Nhâm, ngài cũng đừng nói như vậy, chúng tôi ở thành phố Đông Bộ có thể được phục vụ cho chủ tịch Nhâm, đây có thể nói là vinh hạnh vô cùng. Hôm nay ngài cho tôi một cơ hội thân cận, điều này cũng đủ cho tôi ngủ ngon mấy ngày mấy đêm, đến tối nằm mơ sợ rằng còn phải nở nụ cười. Đỗ Gia Hào là một người mạnh vì gạo bạo vì tiền, hắn nhanh chóng nói lời nịnh hót với chủ tịch Nhâm. Nhâm Sương Bình là một vị chủ tịch thành phố, đã đi qua nhiều cung đường trong quan trường, cũng nghe đủ những lời nịnh hót của thủ hạ. Nhưng lúc này sau khi nghe thấy Đỗ Gia Hào tỏ thái độ thì trong lòng vẫn sinh ra cảm giác hưởng thụ, cũng không phải Đỗ Gia Hào nói xuôi tai, vì nó liên quan đến thân phận của người này. "Giám đốc Đỗ, xem anh nói kìa, hi hi, điều này làm cho tôi cảm thấy ngại." Nhâm Sương Bình vươn tay lấy một miếng thịt hưu nướng bỏ vào miệng, tuy nói một lời khiêm tốn nhưng vẻ mặt lại không có biểu hiện tương ứng. Bạn đang xem tại chuyện full V vkvkv chuyện full. Đỗ Gia Hào chờ Nhâm Sương Bình ăn xong thì cười nói. Chủ tịch Nhâm, những năm nay tập đoàn cảnh Lam chúng tôi thúc roi lên ngựa vẫn luôn biết đúng mực, luôn muốn cống hiến cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ, nếu chủ tịch Nhâm có gì cần thì chỉ cần nói một tiếng là được. Nhất định, nhất định rồi, Nhâm Sương Bình vừa cười vừa dùng khăn giấy xoa tay nói. Những năm này giám đốc đỗ cũng đã nhọc lòng vì công tác kiến thiết cho thành phố Đông Bộ, điều này thật sự đáng biểu dương, chỉ cần có cơ hội thì tôi cũng sẽ không quên tập đoàn Cảnh Lam. Nhâm Sương Bình nói như vậy chẳng qua chỉ là ứng phó cho qua mà thôi, cũng may Đỗ Gia Hào cũng không coi những lời của Chủ tịch Nhâm là thật, mục đích của hắn không phải nằm ở phương diện này, cái hắn muốn chính là tiếp tục cùng Nhâm Sương Bình nói về đề tài này. Vì thế Đỗ Gia Hào thấy Nhâm Sương Bình nói như vậy thì cũng cười lên tiếng. "Chủ tịch Nhâm, thị ủy muốn cải tạo khu dân cư bằng hộ, tôi thật lòng muốn giúp đỡ." Lúc này khu dân cư bằng hộ đã bắt buộc phải cải tạo lại, nơi này là trung tâm thành phố, phải là một hạt minh châu của thành phố chúng ta mới đúng, nhưng trước nay nó lại bôi đen vẻ mặt của thành phố. "Tôi cảm thấy chúng ta nên xây dựng nơi đó một khách sạn năm sao, điều này rất có lợi cho thành phố Đông Bộ, vì nó sẽ là một kiến trúc hình tượng." Nhâm Sương Bình cười cười mà không mở miệng. Trước khi tham gia bữa tiệc này thì hắn đã nghĩ đến phương diện này. Đỗ Gia Hào sẽ tuyệt đối nhắc đến chuyện này, thế cho nên hắn cũng nghĩ kỹ đối sách với Đỗ Gia Hào. Giám đốc Đỗ nói rất đúng. Nếu như xây dựng một khách sạn năm sao thì thật sự là có nhiều lợi ích, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế vừa là công trình hình tượng của thành phố Đông Bộ. Chủ tịch Nhâm có vài người có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết suy nghĩ nguyên man. Anh là chủ tịch thành phố cũng không nên để cho bọn họ làm loạn được. Lý Khang Lộ mặc một thân Tây Trang, cũng không biết hắn đi đến sau lưng hai người Nhâm Sương Bình và Đỗ Gia Hào từ khi nào, bây giờ chợt dùng giọng chờ mong nói với Nhâm Sương Bình. Tất nhiên Nhâm Sương Bình hiểu ý của Lý Khang Lộ, hắn cười cười nói. Khang Lộ, tôi cũng giúp đỡ phương án xây khách sạn 5 sao, thế nhưng anh cũng thấy rõ tình huống hôm nay rồi, tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Chủ tịch Nhâm, tôi hiểu điều khó xử của anh, tôi cũng không ngờ Vương Tử Quân có thể có lực lượng mạnh như vậy ở trong khối chính quyền thành phố. Nhưng sự việc này còn chưa đến lúc cuối cùng, vì bí thư tiết và hội nghị thường ủy còn chưa thông qua. Lý Khang Lộ nâng ly rượu lên nói bằng giọng tiêu sái. Nhâm Sương Bình nhìn vẻ mặt kiêu ngạo bừa bãi không coi ai ra gì của Lý Khang Lộ, hắn chợt có chút bực mình. Thầm nghĩ, con bà nó an không phải là thường ủy thị ủy, nhưng nói đến hội nghị thường ủy giống như cuộc họp nội bộ nhà anh, đúng là quá tự mãn, coi mình là đại nhân vật sao? Đối mặt với một quan viên chính quyền, dù anh có là người tám mặt lung linh thế nào thì cũng phải hót như khiếu. Chỉ cần anh cố gắng nịnh hót, đối phương là một người nghe, ít nhiều gì trong lòng cũng sinh ra cảm giác thoải mái. Nhâm Sương Bình tuy là chủ tịch thành phố thế nhưng điều này cũng không ngoại lệ, khi thấy Đỗ Gia Hào liên tục nói lời nịnh hót thì cảm thấy cực kỳ vui sướng. Thật ra thì một lãnh đạo đứng đầu ban ngành chỉ cần lắc đầu vỗ tay hoặc vinh mặt hất hàm sai khiến cũng có người cố gắng chạy đi xử lý thử nghĩ mà xem nếu không phải ông đây tỏa chấn chỉ huy thì các hạng mục trong thành phố có hoàn thành được không dù trong lòng cực kỳ hèn mọn nhưng ngoài miệng thì nhâm xương bình lại cười phụ họa nói đúng vậy những năm nay thành phố đông bộ phát triển và chuyển biến theo từng ngày lấy được những thành tích rất rõ ràng nhưng quan trọng nhất chính là sự cầm lái tài tình của bí thư tiết khối chính quyền chúng tôi chỉ cho ra ý kiến sơ bộ mà thôi áp dụng cụ thể thế nào thì phải do Bí Thư Thiết quyết định. Chủ tịch nhâm, ngài nói rất hay, chúng ta cùng cạn chén. Mong sao Phó Chủ tịch thường vụ nhận được bài học tiếp theo sẽ trở nên trưởng thành hơn. Lý Khang Lộ nâng ly rượu trong tay lên rồi cười lớn nói. Nhóm người tiết nhất phàm, Đỗ Gia Hào cũng nâng ly rượu lên, cả đám tỏ ra cực kỳ tự đắc. Đối với bọn họ, nếu phương án của Vương Tử Quân không được Bí Thư Thiết lên tiếng giúp đỡ, như vậy chỉ có thể rơi vào tình cảnh đầu rơi máu chảy mà thôi. Nhâm Sương Bình tươi cười nâng ly rượu, hắn đã bàn luận qua với Tiết Diệu Tiến, thế cho nên biết rõ tính toán của bí thư Tiết. Tất nhiên lúc này hắn cũng biết ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Lý Khang Lộ là loại người ăn cơm chùa, dù nhìn qua có chút chán ghét, nhưng dạy cho Vương Tử Quân kia một bài học cũng làm cho lòng người sinh ra cảm giác vui sướng đừng quên hai người Lý Khang Lộ và Vương Tử Quân càng níu kéo nhau thì Nhâm xương Bình mới là người có lợi nhất. Cốp, vài chiếc ly khẽ đụng vào nhau giống như lóe sáng dưới ánh đèn. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 49